Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích, nhìn nhận lại, đánh giá lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc nhìn xu thế thị trường trong tuần mới. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích, đánh giá lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta đang theo dõi, cũng như là các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên team. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích, đánh giá lại toàn bộ xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Thì Hùng sẽ tổng kết lại một tí đối với team của Hùng Lê thì chúng ta có hai room để hỗ trợ tất cả các anh chị của chúng ta. Room thứ nhất là room lệnh phái sinh, thì hiện tại thì admin đã tổng kết lệnh phái sinh đến hết ngày 23 tháng 8, tức là từ ngày mùng 1 đến ngày 22. Đến đây là đến ngày 22 tháng 8 thì tổng kết lệnh là hiện tại tỷ lệ thắng trên thua đang đạt 67,3 điểm, trong đó thì hợp đồng tương lai tháng 8. À đây, admin không tổng kết riêng lẻ từng hợp đồng mà tổng kết lại cả tháng luôn, tức là cả tháng 8 luôn. Thì đấy là đối với room lệnh phái sinh. Thì khi các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị sẽ được tham gia, những anh chị nào mà đánh phái sinh thì chúng ta sẽ được tham gia room lệnh phái sinh để chúng ta nhận các cái tín hiệu lệnh của team, và từ những cái tín hiệu lệnh đó thì các anh chị có thể chủ động, chúng ta sắp xếp, chúng ta có thể chủ động để chúng ta vào lệnh tùy theo cái mức độ kỳ vọng của quý anh chị nhà đầu tư. Room thứ hai đó là room hỗ trợ tất cả các anh chị của chúng ta về mảng chứng khoán cơ sở. Về mảng chứng khoán cơ sở thì trong một tuần vừa qua, đúng không ạ, tức là tuần từ ngày 16 thì chúng ta cũng có khá nhiều các cái thông tin ở trên Zoom, bởi vì là một tuần thì chúng ta có là rất nhiều các cái mã cổ phiếu cũng như rất nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật của các mã cổ phiếu thì Hùng Lê liên tục cập nhật ở trên team để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể là lấy đó làm những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Cũng khá nhiều đúng không ạ? Đây là phiên view lại của buổi tối ngày thứ tư. Thì mình cũng có đánh giá rằng là công thủ ở mốc 1.000 điểm và trong cái cùng có lead lại thị trường, tức là trong cái kịch bản của video số 68. Khá nhiều những thông tin được chúng ta tổng hợp ở trên team. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái bản điểm tin video số 68, trong bản điểm tin số 68 phát đi tối thứ 6 tuần trước thì Hùng Lê có đánh giá rằng thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 19 đến ngày 23 sẽ là một tuần khá là tích cực, và VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận vùng 985 đến vùng 1.000 điểm, và chúng ta sẽ tập trung các cái mã cổ phiếu mạnh. Và danh mục các mã cổ phiếu mạnh thì Hùng Lê đã có liên tục phân tích để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể tham khảo. Thì trong tuần vừa qua thì chúng ta có thể nhìn lại trên biểu đồ VN Index của chúng ta. Cái chỗ đánh dấu xanh này là chính là ngày 16, tức là ngày kết phiên thứ 6 tuần trước. Thì nếu tính về điểm số thì VN Index của chúng ta đã có một tuần tăng điểm được từ vùng 980, vùng 980 mà cao nhất là gần cách ngưỡng 1.000 điểm là chỉ có khoảng tầm độ 3 điểm nữa thôi là sẽ chạm ngưỡng 1.000 điểm. Và phiên kết tuần thì đóng cửa 992 điểm, tức là như vậy là VN Index của chúng ta tăng được khoảng 12 điểm, tức là trong tuần thì tăng được 12 điểm. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi VN Index của chúng ta tiệm cận vùng mây mù, Hùng gọi cái vùng 985 đến vùng 1.000 điểm là vùng mây mù của VN Index, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một tuần với thanh khoản của VN Index của chúng ta tiếp tục ở một cái mức rất là thấp,
ở một cái mức rất là thấp. Điều này cho thấy là tâm lý của nhà đầu tư thì cũng đang khá là thận trọng khi mà VN Index của chúng ta tiệm cận mốc 1.000 điểm, và trước những cái khó khăn nhất định của thị trường. Và nếu mà chúng ta nhìn về lịch sử trong cái ngắn hạn, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cứ mỗi lần VN Index của chúng ta chạm về vùng 1.000 điểm thì lại có những phiên đây, ví dụ như đây đúng không ạ, là cứ về đến vùng 1.000 điểm, tức là ngày bao nhiêu, ngày 9 tháng 4 khi chạm về vùng 1.000 điểm thì VN Index của chúng ta lại có những phiên rơi, duy nhất chỉ có phiên chỉ có ngày 12 tháng 3 là VN Index của chúng ta có đánh lên được gần chạm vùng 1.020 điểm và sau đó thì cũng có những phiên rơi đó. Và gần đây nhất đấy chính là phiên bao nhiêu, phiên ngày 30 tháng 7, tức là phiên cuối cùng của tháng 7 thì VN Index của chúng ta cũng đã chạm vùng 1.000 điểm và sau đó thì đã có những nhịp rơi rũ chạm lại vùng 960 đó. Như vậy là cái mốc tâm lý 1.000 điểm là một cái mốc mà trong ngắn hạn thì ông Lê thấy rằng là cũng khá là khó khăn đối với chúng ta. Trên biểu đồ nến tuần của VN Index thì hiện tại thì nếu mà xét trên biểu đồ nến tuần thì VN Index đang có một cái nền tích lũy đi ngang, thanh khoản thì ở mức trung bình và một số các chỉ báo kỹ thuật thì đường mà ACD của trên biểu đồ nến tuần thì Hùng Lê thấy đang khá là tích cực, khá là ok. Quay trở lại trên biểu đồ đến ngày thì phiên kết tuần thì VN Index của chúng ta đã một lần nữa lỡ hẹn với mốc 1.000 điểm, nhưng ít nhất là VN Index của chúng ta đã giữ lại được mốc 990 điểm. Chúng ta sẽ đây, mốc 990 điểm nó nằm ở đây. Mốc 990 điểm hiện là cuối tuần đã giữ lại được, và một cái điều đáng tích cực nhất ở trong cái nhịp này trong một phiên giảm điểm cuối tuần thì VN Index của chúng ta khối lượng giao dịch khá là thấp, 119 triệu cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn. Còn nếu chúng ta xem ở đây là 162 triệu thì có thể là có những cái khớp lệnh thảo thuận, còn khớp lệnh trên sàn 119 triệu. Tức là một cái lượng khối lượng hàng ra cũng khá là thấp. Như vậy thì nó có hai yếu tố tích cực ở đây, tí nữa thì Hùng sẽ đánh giá một cách tổng quan, nhưng mà Hùng sẽ nhìn nhận lại cái xu thế thị trường trong tuần vừa qua là một cái xu thế được đánh giá khá là tích cực. Bởi vì VN Index của chúng ta thì đã có những phiên tiệm cận vùng mây mù 985 đến vùng 1.000 điểm, và phiên gãy cuối tuần khi mà VN Index của chúng ta một lần nữa lỗ hẹn với mốc 1.000 điểm thì trong ngắn hạn như vậy là một phiên chỉnh này thì Hùng đánh giá là cũng khá là tích cực. Và cái mốc 990 điểm này nó sẽ là điểm tỉ bật để giúp cho VN Index của chúng ta có được một cái xu thế tốt hơn và công phá mốc 1.000 điểm vào tuần tới hay không thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích. Và trong cái giai đoạn hiện tại, một cái điều mà khá là tích cực đó là cái lượng giao dịch ở tại vùng biên vùng 1.000 điểm, tức là cái tâm lý mọi người sẽ đang nghe ngóng rất là nhiều, thăm dò rất là nhiều. Nhưng Hùng Lê lưu ý với cộng đồng nhà đầu tư rằng là cái mốc 1.000 điểm chỉ là một cái mốc tâm lý, còn cái nội tại của thị trường nó sẽ quyết định là cái mốc 1.000 điểm đó có qua hay là không qua. Và cái yếu tố thứ hai mà sẽ quyết định đến cái mốc 1.000 điểm đó, đấy là yếu tố tạo lập của thị trường. Yếu tố tạo lập ở đây Hùng muốn đề cập đến đấy là các tổ chức, các tài khoản, gọi các đội đánh, các đội, các nhóm lái là những cái đội mà họ tạo lập thị trường. Họ có một lượng tiền cực kỳ lớn và họ sẽ điều phối thị trường dựa trên những cái thông tin kinh tế vĩ mô, dựa trên những cái thông tin về thế giới, và người ta sẽ lựa chọn một cái thời điểm nào đó, thời điểm thích hợp, tức là thiên thời địa lợi nhân hòa thì người ta mới bơm cái dòng tiền đó của người ta vào để kéo thị trường đi. Chứ những cái dòng tiền nhỏ lẻ của chúng ta không đủ sức để kéo thị trường đi đâu. Và cái việc là chúng ta đi phân tích kỹ thuật chỉ là một phần. Phân tích kỹ thuật nó thể hiện cái đồ thị đầu tư nó chỉ một phần, nhưng chúng ta phải đi phân tích được cái tâm lý đội nhóm, đội lái, đó mới là những cái yếu tố then chốt để quyết định cái xu thế thị trường đó. Chứ không phải là chỉ có dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta là kéo thị trường đi được đâu, không có cái câu chuyện đó. Và Hùng Lê kỳ vọng nếu như vùng 990 điểm ở đây
vùng 990 điểm ở đây, thị trường tích lũy lại được ở một cái xu thế là cạn vôn, và sau đó sẽ có một phiên có lượng cầu xác nhận. Đây, ví dụ có một cái lượng cầu xác nhận như thế này, tức là một cái lượng cầu nó rơi vào khoảng tầm 160 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, và điểm số sẽ tăng khoảng từ trên 10 điểm với một cái lượng cầu xác nhận như thế. Thì đấy chính là những cái yếu tố tạo lập để đánh thị trường lên, và đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm ở tại thời điểm đó. Thì Hùng vừa mới view lại thị trường trong tuần vừa qua, thì theo trên quan điểm góc nhìn cá nhân của Hùng Lê là một cái tuần khá là tích cực, và những cái phân tích dự báo của chúng ta thì nó đã đúng, tức là thị trường đã tiệm cận vào đúng về vùng 1.000 điểm, Ok, chúng ta sẽ điểm qua lại toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu chính của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến VIX. Thì đối với VIX trong bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến việc là trong cái tuần này khả năng VIX sẽ đánh chạm lại cái vùng giá ở đây là vùng 125, thì kết tuần là đóng đúng giá 125 luôn. VIX sẽ đánh về vùng 125, và sau đó thì cái đích mà Hùng Lê hướng đến đó là VIX sẽ đánh về vùng 135, vùng 135, tức là VIX còn tăng khoảng tầm độ 10 điểm nữa. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại thì VIX sẽ là một trong những cổ phiếu trụ của dòng bất động sản để kéo toàn dòng lên, để lead dòng cho các cái mã cổ phiếu bất động sản tiếp theo. Và hiện tại thì cũng có khá là nhiều những cái sóng sánh, những cái bài báo liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, thì đấy là những cái yếu tố và những cái động lực mà để giúp cho thị trường kéo VIX ở trong thời điểm hiện tại. Hơn thế nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong năm 2019 vừa qua thì cái lượng giao dịch của VIX nằm ở mức cực kỳ thấp, tức là ở một cái mức gọi là giao dịch cực kỳ thấp, ở một cái mức gọi là trạng thái gần như chúng ta cũng có thể gọi là trạng thái cạn vôn. Thì các anh chị cũng có thể quay lại lịch sử một tí, đấy là lịch sử của những năm 2017 đây. Một quãng thời gian dài VIX lình xình và cũng gần như không có khối lượng giao dịch, khi đó VIX đang nằm ở vùng giá 140. VIX đang nằm ở vùng giá 40, và liên tục một cái hàng dài như vậy, dòng dẫm như vậy, VIX gần như không có thanh khoản, không có, và sau đó thì bắt đầu có một lượng cầu đột biến vào và kéo VIX từ vùng 140 lên vùng giá 125, và đâu đó lình xình ở vùng 100, tức là VIX đã không thủng vùng 100. Vậy thì ý đồ tạo lập của cổ phiếu VIX ở thời điểm hiện tại là gì? Các anh chị cũng có thể trả lời câu hỏi đó, và bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê cũng trả lời câu hỏi, và Hùng luôn xoay quanh cái việc là vậy thì khi VIX giữ ở vùng giá 100 với lượng thanh khoản thấp này thì mục đích để làm gì? Các anh chị cũng có thể thấy rằng là lượng cổ phiếu ở trên thị trường của VIX nó cực kỳ lớn, vậy tại sao những cái tài khoản lớn người ta không bán ra đó mà người ta vẫn giữ, và những cái lượng giao dịch nhỏ như thế này chỉ là những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thôi, hoặc là một ít cái lượng tạo lập để người ta lái, người ta chỉnh dòng cổ phiếu. Thì xu thế hiện tại của VIX, Hùng vẫn đánh giá là VIX sẽ đánh lên, và cái điểm đánh đầu tiên sẽ là 135. VIX đã có một nhịp đánh dẫn ở đây từ vùng nền phân tích ở đây là vùng 115 đến vùng 118, đánh dẫn lên vùng 125 rũ hết sạch, và sau đó thì tích lũy lại ở vùng 120. Từ vùng 120 này sẽ đánh tiệm cận vùng 125, và tuần tới sẽ là một tuần bản lề đối với mã cổ phiếu VIX. Thì Hùng có kỳ vọng là VIX sẽ tích lũy lại ở vùng 125 này, và sau đó sẽ túc tắc đi lên vùng 135. Thì đối với VIX là như vậy. Vinhome thì trong giai đoạn hiện tại thì Vinhome cũng có những nhịp đánh xen kẽ để giữ nhịp cho thị trường. Và trong một cái góc độ ngắn hạn thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng Vinhome đang khá là tích cực, khi mà những cái xu thế hình thành ở đây thì những cái điểm trước này thì Hùng Lê đã phân tích rồi. Các anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây của Hùng Lê. Những điểm phân tích trước đây khi mà Hùng đã phân tích Vinhome chạm vùng target 90, và sau đó thì Hùng có tìm tiếp một cái điểm hỗ trợ của nhịp chỉnh này ở vùng 84. Và trong bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng từ nhịp chỉnh 84 này Hùng đang nhìn thấy có những cái lực hồi xuất hiện, và cái lực hồi này có thể đánh Vinhome chạm quay trở lại về vùng 90, tức là chạm quay trở lại về vùng đỉnh cũ. Phiên cuối tuần thì Vinhome có một phiên trả lại về vùng giá 87, thì Hùng đánh giá vẫn là khá là tích cực và khá là ok.
Hiện tại thì nếu mà chúng ta dùng một kênh xu thế thì như vậy là Vinhome đã hình thành nên một cái kênh xu thế mới ở ở điểm bên này, và cái điểm đáy ngắn hạn của Vinhome tức là khoảng vùng 78, tức là tại vùng mà đây, tại vùng mà quỹ cơ cấu xong thì như thế nó đã được xác lập, và cái đỉnh đáy sau thì đã cao hơn đáy trước. Như vậy là Vinhome đã hình thành nên một cái xu thế mới. Thì đối với Vinhome thì Hùng cũng đánh giá là một cổ phiếu tích cực trong họ nhóm VIX. VRE. Ở VRE thì hiện tại thì nó đang hơi phập phù, và những nhịp hồi đã chạm được đến về vùng 36, nhịp hồi chạm về vùng 36, và phiên kết tuần thì VRE lại có một phiên bán khá là mạnh. Trên một xu thế ngắn hạn thì Hùng đang nhìn thấy rằng những tín hiệu kỹ thuật của VRE đang hơi xấu khi mà nền giá 36 của VRE đã bị phá vỡ ở đây. Tức là trong cái kịch bản phân tích trước đây của Hùng thì Hùng có đề cập đến là khi chạm về vùng 36 thì sẽ trở thành một cái điểm kháng cự mạnh của cổ phiếu ở đây. Và như vậy là VRE có hai phiên không giữ được mốc vùng 36 và đã trả lại về vùng 35. Thì kịch bản cho VRE hiện tại như thế nào thì VRE có một cái vùng hỗ trợ đây, vùng 34.5. Nếu như VRE bị thủng vùng 34.5 thì các tài khoản đang nắm giữ VRE chúng ta cũng có thể cân nhắc để chúng ta hạ tỷ trọng, bởi vì như thế nó là xấu. Trên xu thế ngắn hạn thì Hùng đang nhìn thấy rằng VRE đang bị chỉnh và chạm lại cái nền hỗ trợ ở đây, nền hỗ trợ 34.5, thì khả năng là sang tuần tới thì VRE sẽ chạm lại vùng 34.5. Dòng tiền đang bị suy yếu, đấy là một trong những cái yếu tố kỹ thuật mà tất cả những tài khoản nào đang nắm giữ VRE lưu ý. Trên biểu đồ nến tuần, VRE đã tạo thành 4 tuần giảm giá và có 2 tuần đi ngang ở quanh vùng giá 35 không tích lũy lại được, thì đây là một cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta phải hết sức lưu tâm đối với cổ phiếu VRE. Trên biểu đồ nến tuần thì đường MACD cũng đang khá là xấu. Vinamilk thì trong những cái nhịp phân tích ở đây ở vùng giá 123, vùng 123 và sau đó thì vùng 120, và Vinamilk đã bị gãy khỏi vùng 120, tức là có điểm sâu nhất gãy về vùng 119, và một nhịp hồi ở đây thì nhịp hồi này nó không thực sự là tích cực khi mà Vinamilk chạm lại vùng kháng cự 126.5 thì Vinamilk đã bị gần chạm thì Vinamilk lại có những cái phiên xu thế rơi lại chạm về vùng 123. Thì khả năng thì động lực tăng giá mạnh của Vinamilk hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy, bởi vì dòng tiền đang có xu thế yếu đi, và khả năng thì cổ phiếu này lại quay lại về vùng nền tích lũy 119 đến vùng 121. 119 đến 121, động lực tăng giá hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy nhiều. Xu thế dài thì cái lực hồi nó đang hơi yếu. Cổ phiếu SAB thì cơ bản là giữ nhịp cho thị trường thôi, cũng đã không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia rồi. Nền 280 sẽ quyết định xu thế của thị trường của cổ phiếu này, và hiện tại thì SAB đang có một điểm lình xình đi ngang. Xu thế chủ đạo của SAB thì hiện tại là chủ yếu là đi ngang, và cái lực hồi chưa xuất hiện trở lại, cái sự hồi lực chưa xuất hiện trở lại, và khả năng thì cái vùng hỗ trợ ngắn có thể sẽ rơi lại về vùng 270. Cái vùng hỗ trợ ngắn của cổ phiếu sẽ rơi lại về vùng 270, và kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ tích lũy lại ở quanh đây và sẽ có một nhịp đánh dẫn chạm về vùng 300 để coi như là ủng hộ xu thế chung của thị trường, bởi vì là VN Index muốn kéo qua mốc 1.000 điểm thì rất cần những cái mã cổ phiếu như SAB, VDC. Đối với VDC, mã cổ phiếu hàng không, thì các anh chị cũng có thể là theo dõi các cái bản tin phân tích của Hùng Lê từ những cái thời điểm VDC đang có một cái nền tích lũy từ vùng 115 đến vùng 117. Phân tích về target vùng 135 và sau đó thì có những nhịp test chỉnh nền hỗ trợ vùng 130, thì Hùng Lê đánh giá rằng khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh lại về quanh vùng 100
30 và thậm chí có thể sâu hơn sẽ là vùng 128. Và từ vùng này thì Hùng vẫn đánh giá kỳ vọng rằng VDC đã, Hùng đã bẻ kịch bản VDC đi về vùng target phân tích ở đây là vùng 145. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì VDC cần đánh chạm lại vùng 135 đã, bởi vì đây là một cái đỉnh ngắn hạn của VDC và tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VDC thì nó cũng đang khá là tốt, khá là ok. Khi mà dòng tiền tiếp tục được kích hoạt quay trở lại với mã cổ phiếu, các cái điểm mua thì các anh chị lưu ý là những cái điểm mua đấy chính là những cái điểm mà test chỉnh, tức là những cái điểm phân tích, ví dụ quanh nền giá 130 thì chúng ta có thể mở các cái điểm mua vị thế. Sau đó thì khi cổ phiếu về đến tài khoản thì có những phiên đánh lên, ví dụ những phiên đánh lên là phiên, ví dụ phiên này đó, thì chúng ta sẽ mua gia tăng tỷ trọng hoặc mua hết đối với cổ phiếu VDC. Thì cái cách mua và cái cách mà chúng ta trong cái quá trình chúng ta trending thì nó sẽ là như vậy. Và đến khi chạm về vùng 135 thì khả năng VDC sẽ có những cái phiên rung rũ lại ở đây, sẽ có những cái phiên mà test lại đây. Còn trên một cái góc độ mà xu thế thì Hùng vẫn đánh giá rằng là cái đích đến của cổ phiếu VDC có khả năng sẽ chạm vùng 145, khá là ok đối với mã cổ phiếu ngành hàng không. BVH, đối với BVH thì chúng ta đã bị thất bại ở cái nhịp đánh thứ hai. Cái nhịp đánh thứ hai đó là nhịp đánh ở vùng 83.5 thì BVH đã rơi lại về vùng nền, và hiện tại thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta quan tâm lại BVH ở vùng giá 77. Tại vùng giá 77 thì đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà khả năng cổ phiếu này sẽ hồi, và hồi thì sẽ hồi lại được về trước mắt là sẽ hồi lại được về đây, tức là về chạm lại về cái vùng vùng hỗ trợ thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự trước mắt, đấy là khoảng vùng giá 83.5 thì vùng 83 thì đối với BVH ở trong ngắn hạn quan tâm đến vùng đến nền giá 77. Mansan. Đối với Mansan thì lực hồi này có thể chạm về đâu? Có thể chạm về vùng 80. Cổ phiếu Mansan cũng là cổ phiếu thất bại tại vùng giá 80, và sau đó thì Hùng đã có phân tích những cái nhịp tích lũy tại đây. Trong phiên cuối tuần thì Mansan có một cái điểm gãy về giá, nhưng mà điểm gãy về khối lượng thì không có vấn đề gì. Và cái mục tiêu mà điểm hồi của Mansan, khả năng Mansan sẽ chạm về vùng 80 thì vẫn là thành hiện thực. Còn những cái điểm mua thì chúng ta đã bị chậm những cái điểm mua so với những cái điểm mua từ vùng giá 75, khi đó có những cái tín hiệu mà cổ phiếu này đánh lên. Thì trước mắt là Mansan sẽ chạm ở vùng 80, tuy nhiên một cái target ngắn thì cũng không có khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia. Chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái cổ phiếu của ngành dầu khí đối với cổ phiếu GAT. GAT thì trong cái bản tin phân tích của tuần trước thì cũng có đề cập đến việc là GAT có xuất hiện cái lực hồi này sẽ chạm về đâu. Thì cái lực hồi này có thể chạm lại về cái vùng ở đây là khoảng vùng giá 107. Có thể chạm lại về vùng 107 trong một cái lực hồi ngắn từ dưới này, và hiện tại thì GAT cũng đang đánh những cái nhịp rất là ngắn. Hai phiên giảm giá này thì có thể là những cái phiên chốt lời, còn hiện tại thì xu thế của đánh giá rằng GAT vẫn có thể hồi về lại được vùng 107. Những anh chị nào đang cầm nắm GAT thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt ở quanh vùng giá 107. PVD thì sau khi gãy vùng nền 116.5 đến vùng 17 thì PVD đã tiệm cận đến và Hùng đã đưa ra một cái nền hỗ trợ đây là khoảng vùng giá 15. Tuy nhiên là PVD đã không chạm đến gần về đến vùng 15, tức là trong cái bản tin phân tích thứ 6 tuần trước thì Hùng đã đề cập rồi. Và cái kịch bản hiện tại thì sau đó thì PVD có một phiên tăng rất là mạnh, phiên tăng trần vượt gap và vượt cái vùng 16.5 đến vùng 17, và hiện tại đang giao dịch ở khoảng vùng 18. Xu thế ngắn hạn của PVD thì hiện tại là PVD đang đánh những phiên rất sốc, tức là đánh khá là sốc như thế này thì PVD cần sẽ có những cái phiên lấp lại cáp. Lấp lại thì sẽ lấp về đâu? Sẽ lấp lại ở cái vùng ở đây, tức là khoảng vùng giá 17.3. Sẽ lấp lại khoảng vùng 17.3 như thế thì nó sẽ hợp lý hơn. Lấp lại vùng 17.3 và tích lũy tại đây thì khi đó thì chúng ta mới có thể tham gia hay không, thì khi đó Hùng sẽ khuyến nghị
ở đằng sau, sau khi có những cái tín hiệu kỹ thuật, còn chúng ta sẽ tuyệt đối chúng ta sẽ không mua đuổi giá, bởi vì mua đuổi giá thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tín hiệu ngắn hạn thì PVD đang có một tín hiệu tăng giá mạnh. PVS, đối với PVS thì cũng đã có khuyến nghị ở trên team, chúng ta sẽ quan tâm lại PVS ở nền ở đây. Nền giá 20.5 đến khoảng nền giá 21, đấy là cái nền giá mà PVS, khả năng là PVS đã tích lũy xong. Tích lũy xong khi mà PVS rơi về vùng nền 20, là vùng hỗ trợ đây. Hiện tại thì PVS sau một phiên tăng mạnh, PVS có hai phiên nhả hàng ở đây thì hoàn toàn là tích cực, không có vấn đề gì. Nền giá 21 và Hùng vẫn kỳ vọng ở trong nhịp đánh này thì PVS sẽ PVS sẽ lấy lại ở đây, tức là target ngắn của PVS khả năng sẽ chạm lại vùng giá 23 và thậm chí có thể là 23.5, tức là trong một cái điểm đánh ngắn hạn ở đây thì nhịp hồi từ đây và có thể đánh về vùng 23.5. Ok, đối với PVS là như vậy thì các cái điểm mua khuyến nghị chúng ta quan tâm lại PVS ở vùng 20.5 đến vùng 21, đấy là cái nền giá mà chúng ta sẽ quan tâm lại đối với mã cổ phiếu PVS trong thời điểm hiện tại. PLX thì khả năng là hơi xấu. Đối với PLX thì trong một cái xu thế ngắn hạn chúng ta cũng có thể thấy rằng là dòng tiền đang khá là cạn cung tại đây, và cái điểm hỗ trợ của PLX đấy là vùng 61.5 thì hiện tại vẫn đang giữ được ở trong một cái vùng cạn cung. Ở phía trước một cái nhịp đánh ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là PLX cũng có một nền cạn cung và sau đó thì có một cái nhịp hút dòng tiền để đánh lên. Thì hiện tại là PLX cũng hoàn toàn tương tự ở một cái nhịp đánh ở trước đây, và chúng ta sẽ lưu tâm đến vùng giá 61.5. Vùng giá 61.5 này sẽ quyết định cái xu thế hồi của cổ phiếu, còn hiện tại thì thanh khoản đang khá là thấp và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Vietcombank, trong tuần vừa qua thì Vietcombank là một trong những mã cổ phiếu về ngành ngân hàng khá là tích cực, khi mà Vietcombank đã có những phiên chỉnh về vùng 75, và từ vùng 75 này thì Vietcombank đã có những phiên hút lại dòng tiền, tức hút lại về chạm về vùng giá 80. Sau một phiên lực cầu đẩy tăng khá là mạnh thì Vietcombank đang có những phiên test trả lại, và dự là những phiên test trả lại 70 sẽ trả lại về vùng khoảng vùng 78.5. Thì vùng 78.5 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu Vietcombank ở trong giai đoạn hiện tại, và dự kiến là từ vùng 75 này thì Vietcombank có thể đánh lại về vùng 85. Đánh lại về vùng 85 để hỗ trợ cái chỉ số của thị trường, cũng như là cũng phù hợp với lực đánh của mã cổ phiếu này. Những điểm mua thì Hùng không khuyến nghị, bởi vì đối với Vietcombank thì những cái điểm mua nó đã qua và hiện tại thì nó đang khá là cao rồi, chúng ta sẽ không tham gia. Đối với BID thì liên tục những bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng có đề cập đến mã cổ phiếu này, và Hùng đang đánh giá rằng BID là một trong những cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng đáng để chúng ta tham gia đầu tư. Trong bản kết phiên tuần trước thì Hùng đã có phân tích BID ở trong nền giá 35.5 đến nền 36, khả năng sẽ tích chỉnh tại đây, và sau đó thì từ cái nhịp tích lũy ở đây của BID là từ vùng 34.5 thì sẽ đánh chạm về vùng 40, tức là target của Hùng Lê phân tích đối với mã cổ phiếu BID ở vùng 40, hiện tại không có gì thay đổi. Và đối với BID thì những nhịp test chỉnh của BID có thể chạm về vùng giá 37. Phiên ngày hôm nay thì chưa chạm về vùng 37, nhưng mà có một cây nến rút chân thì khoảng vùng 37.2, khoảng vùng này, tức là khoảng vùng này thì sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu BID ở đây, và Hùng kỳ vọng là sẽ có khoảng 2 phiên, tức là 1 đến 2 phiên nữa BID sẽ test ở đây, và từ vùng này thì BID sẽ đánh lên. Và BID là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị trên team của Hùng Lê đầu tư mua mã cổ phiếu này.
Chúng ta cùng phân tích công thương và ACB, CTG. CTG thì trong giai đoạn hiện tại khá là xấu, một cái nhịp đình trình đi ngang ở quanh nền giá 21 và hoàn toàn chưa có những cái động lực tăng giá, thì đối với mã cổ phiếu công thương thì chúng ta đã từ rất nhiều những bản tin gần đây thì chúng ta đã cũng chỉ lướt qua để chúng ta xem nó mà thôi. ACB thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, những nhịp đánh lên và hiện tại thì lực cầu khá là yếu, những cái nhịp hồi yếu ớt như thế này thì nó không đủ sức để kéo cổ phiếu này có một cái sóng tăng dài, và chính vì vậy nên là chúng ta cũng không thể tham gia những cái mã cổ phiếu như thế này trong cái thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay thì Hùng nhìn thấy có cổ phiếu STB là có sóng sánh. Có sóng sánh khi mà STB đã có được một cái nền ở đây là nền 10. Tức là chạm về mệnh thì nền 10 đã không gãy. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là có hai lần. Đây cũng là một cái nhịp gãy của STB rất là mạnh anh chị nhá. STB gãy từ nền 16 về nền 10 và chạm về nền 10 thì cũng không gãy, và cái nhịp thứ hai là gãy từ nền 14 về nền 10. Thì đây cũng là một cái nhịp mà chúng ta có thể quan sát tiếp những cái yếu tố tạo lập, những yếu tố đầu cơ tại đây. Thì về cơ bản phiên ngày hôm nay là một phiên xác nhận mà STB đã hoàn thành cái nền ở đây là nền 10.5 và nền ở đây là nền 10. Tức là phiên ngày hôm nay là phiên xác nhận break qua cái vùng này. Và sau khi xác nhận qua cái vùng này thì chúng ta lại phải cần chờ. Chúng ta lại cần chờ 1 đến 3 phiên nữa để xem cái xu thế hiện tại của STB tại đây như thế nào. Chúng ta không mua đuổi theo giá, bởi vì là một cái phiên tăng mạnh như thế này thì nó cũng chưa thể là bẻ gãy được cái xu thế giảm giá của cổ phiếu. Vì vậy chúng ta phải hết sức là lưu ý. MBB thì trong một cái xu thế ngắn hạn thì Hùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này sẽ tiệm cận và tiếp cận lại về cái vùng 22.8 đến vùng 23.3. Thì trong tuần thì MBB đã có những phiên chạm về trên nền này, và sau đó thì có hai phiên test tích lũy tại đây, thì khả năng cao thì hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy cái động lực để cổ phiếu này bứt qua nền 23. Và khi chạm về nền này thì khả năng là lại lình trình, và nếu có những phiên mà bẻ gãy xu thế, tức là nó không hồi được nữa, thì ở những tài khoản nào chúng ta nắm giữ MBB thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để chúng ta bán ra. HCM trong tuần vừa qua, HCM có một phiên cái nền hỗ trợ của HCM thì cũng đã để ở đây, tức là nền 20, đúng không ạ? Các anh chị còn nếu mà phân tích xem các bản tin phân tích của ông Lê thì chúng ta cũng có thể thấy được điều này, và tạo lập đánh gãy nền 20, tức là chạm đến nền 20 một tí, và sau đó thì có một phiên hút mạnh. Sau một phiên hút mạnh là phiên thứ 6 trước thì nếu mà tính về mức tăng thì HCM vẫn tăng, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy là ở trong những cái điểm ngắn hạn đây thì đây đang HCM đang có những phiên test lại ở vùng 21. Những phiên test lại ở vùng 21, nhưng mà những phiên test này thì Hùng đánh giá không thực sự là tích cực, khi mà cái mức độ siết chặt của giá nó không đạt, dẫn đến việc là chúng ta sẽ phải tiếp tục quan tâm đối với mã cổ phiếu này, chúng ta sẽ chưa tham gia, chúng ta mở mua. Hoàn toàn tương tự như HCM thì SSI trong tuần cũng đã có những cái lực hồi phục để bứt qua cái nền 22.2. Nền 22.2, còn SSI thì hiện tại là nền hỗ trợ ở đây, hỗ trợ vùng 21.5, khá là dài đúng không ạ? Nếu mà chúng ta view một cái xa một tí để chúng ta xem là ok, cũng là khá là dài. Tức là nền 21.5 là một cái nền mà sẽ xác định cái xu thế cổ phiếu, còn nền 21.5 này mà bị gãy tiếp thì không biết SSI sẽ đi về đâu, sẽ đánh về rất là thấp. Và sau những phiên lình trình thì hiện tại SSI lại đang có những phiên giảm lại về vùng nền 22, thì như vậy là cái tín hiệu kỹ thuật của SSI cũng không đạt, chúng ta cũng sẽ chỉ quan sát. Hòa Phát hiện tại là một trong những cái cổ phiếu mà Hùng đang nhìn thấy là khả năng sóng sánh sẽ bắt đầu từ đây.
Một nhịp đánh dẫn chạm về vùng 24 và sau đó thì có một cái nền siết chặt đây cũng được khoảng tầm độ 2 tuần. Nền tích lũy ở đây là nền 22.5 đến nền 23 thì hiện tại là không bị phá vỡ. Có những phiên cung cầu kéo lên. Kéo xả lên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái nhịp hồi của Hòa Phát có thể hình thành. Và cái nhịp hồi này thì cũng chỉ chạm được đâu đó về khoảng vùng 25 đến vùng 26 các anh chị lưu ý, bởi vì chạm về vùng này là khả năng Hòa Phát lại bị rũ. Tức là hiện tại mà để tìm một cái sóng dài đối với cổ phiếu Hòa Phát thì nó không có. Nhưng mà để tìm đánh cổ phiếu T cộng thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta đánh T cộng đối với mã cổ phiếu Hòa Phát. FPT hành trình cổ phiếu này chạm vùng 55 thì hiện tại là trong phiên kết tuần thì FPT lại có một phiên đánh khá là đẹp, và nếu mà xét ở trên biểu đồ nến tuần thì FPT lại đang rất là ok. Tuy nhiên với quan điểm hiện tại cùng đây thì FPT khi chạm về vùng giá 55 thì có thể FPT sẽ có những nhịp test chỉnh trở lại về tích lũy lại vùng 50, và từ vùng đó thì chúng ta sẽ có thể xem xét để chúng ta mua. Còn hiện tại các vị thế đối với FPT chúng ta có thể canh chốt thôi, chứ còn mở mua mới thì bây giờ nó đã quá muộn. Mã cổ phiếu Z thì đối với Z thì trong những cái nhịp phân tích ở trước đây Hùng đã có phân tích Z từ vùng giá 32.5, và trong một cái nhịp ở đây thì Hùng có đề cập đến Z sẽ đánh chạm về khoảng vùng giá 37 đến khoảng vùng giá 38. 37 đến khoảng vùng giá 38 thì hiện tại là Z đã đánh chạm về vùng 37 đến 38 ở đây, tức là về đến cái vùng kháng cự mạnh ở đây. Và kịch bản nào cho Z thì vùng 38 ở đây và vùng 37, các anh chị lưu ý đấy là cái vùng target. Và thường thì Hùng Lê sẽ nhìn theo ở những cái góc độ khá là ngắn hạn, tức là khi mà cổ phiếu đánh những cái nhịp ngắn thì Hùng không phân tích những nhịp dài, và từ những nhịp ngắn này thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta phân tích và chúng ta định lượng lại cổ phiếu, chứ không kiểu phân tích theo kiểu chém gió. Và những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là như thế này: sau những cái phiên mà hút cầu đây thì Z đang có những phiên giảm quay trở lại, và khả năng thì nền 35 là cổ phiếu này sẽ phải dừng lại ở đây để tích lũy lại ở đây. Đó, dừng lại ở nền 35, và sau đó thì Z sẽ có những phiên để đánh break vượt nền. Đó, vượt nền thì khi mà tại vùng 35 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái của Z, sẽ quan sát những cái động thái của Z ở đây, và nếu như khi về đến vùng 35 mà Z có những cái điểm tích lũy và những cái điểm rơi và có những cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều đây thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu Z. Nếu mà chúng ta xét ở một cái yếu tố trung hạn và dài hạn một tí thì có thể Z ở trong nhịp này sẽ đánh chạm về vùng 40. Tức là tiệm cận lại về vùng đỉnh cũ của nhịp ở trước đó, tức là có thể là khi chỉnh về vùng 35 và sau đó thì sẽ đánh chạm về vùng 40, tức là sẽ tăng được khoảng tầm 5.000 nữa. Đó, thì đối với kịch bản của Z là như vậy. Novaland thì cũng là một mã cổ phiếu để giữ nhịp. Ai chà, cũng có những phiên đánh khá là tương bừng khi Novaland đã chạm được lên đến đây là ngoài dự kiến, đúng không ạ? Chạm lên vùng 65 thì ở trong những cái nhịp ngắn ở trước đây thì cũng có khuyến nghị chúng ta là đối với mã này thì cứ chạm về đâu đó vùng 58 thì chúng ta mua, và khoảng vùng 61.5 đến khoảng vùng 62 thì chúng ta ra hàng. Và đối với Novaland thì trong nhịp vừa rồi thì đã đánh chạm vùng 65. Kịch bản cho Novaland có một nhịp đánh dài không? Kịch bản của Novaland thì có thể có một nhịp đánh dài ở đây. Thì nhịp đánh dài hay không thì chúng ta sẽ chính là cái nền 61.5 này thì bây giờ nó lại trở thành một cái vùng giá để hỗ trợ cho cổ phiếu này, và chúng ta sẽ có thể quan sát Novaland ở quanh vùng 61.5.
Hiện tại thì đang có những phiên phiên test, nếu nếu xét về thuần kỹ thuật mà chúng ta không 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 nói đến các yếu tố tạo lập thì Novaland lại đang có những phiên test ở ở vùng này khá là đẹp, và khả năng thì Hùng đang nhìn thấy có thể là có một cái nhịp đánh dài hơn của cổ phiếu Novaland, và nhịp đánh dài hơn này thì có thể chạm về vùng 70. Novaland có thể chạm về vùng 70 thì chúng ta sẽ có thể quan sát lại ở quanh vùng 61.5, các anh chị lưu ý. Nhưng đối với Novaland là một mã cổ phiếu mà cái yếu tố tạo lập nó khá là cao, chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý, và thanh khoản thì nó cũng khá là thấp. VCG VCG thì chưa có những cái yếu tố đột biến, nền 26 vẫn tiếp tục là một nền đi ngang. Mã cổ phiếu Bình Minh BMP, BMP thì trong giai đoạn hiện tại nó cũng khá là đẹp, khá là đẹp. Khi Bình Minh đã có những cái nhịp đánh dẫn ở trước này thì Hùng đã phân tích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm trở lại đối với Bình Minh ở trong giai đoạn hiện tại thì cái kịch bản nào cho Bình Minh. Thì đối với Bình Minh thì chúng ta sau khi có những cái nhịp test chỉnh ở đây thì cũng có đề cập đến việc là Bình Minh có thể đánh chạm lại về vùng giá 55. Và trong ngắn hạn ở đây thì nền điểm hỗ trợ của Bình Minh sẽ ở khoảng vùng giá 50. Nếu như tại vùng 50 này Bình Minh không bị phá vỡ, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên tại vùng 50. Sẽ đưa lên đây. Tại vùng 50 này Bình Minh không bị phá vỡ và có những phiên tích lũy chặt với thanh khoản thấp ở đây thì cơ hội từ vùng giá 50 để đi về vùng 55 là còn. Ngược lại tại vùng giá 50 này Bình Minh bị gãy những cái nhịp gãy mạnh với vô đạt khoảng tầm từ 100.000 cổ phiếu trở lên thì chúng ta cũng để xem xét để chúng ta bán Bình Minh. Mã cổ phiếu MWG. MWG thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà đã được phân tích khá là dài từ những cái nền 82.5, nền 82.5 và đến tận bây giờ target của MWG đã hoàn thành ở đây, đó là vùng giá 120, và từ 120 thì trong cái kịch bản mà Hùng đã đưa ra ở trong thứ sáu tuần trước là MWG sẽ chỉnh, và dự kiến cái nhịp chỉnh đó thì MWG sẽ tích lũy lại ở nền 110, và từ nền 110 này thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh lên. Thứ nhất là đánh chạm đỉnh, đánh chạm đỉnh vùng 120, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật như thế nào thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích. Và trước mắt thì MWG sẽ chỉnh và chúng ta sẽ quan sát ở quanh nền giá 110 để xem là cổ phiếu này tích lũy tại đó như thế nào. VGC thì khả năng là cũng chưa có những cái gì, vẫn là một cái xu thế giảm giá, là một cái xu thế chủ đạo và về lại vùng đỉnh cũ vùng đáy cũ 18. Cổ phiếu TV2. Đối với TV2 thì là một cái mã cổ phiếu mà thanh khoản nó khá là thấp, tuy nhiên là cổ phiếu này thì có một cái đặc điểm là túc tắc đi. Và sau những nhịp túc tắc đi thì cũng có những cái nhịp rơi khá là mạnh, nên là chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Hiện tại thì cái nền hỗ trợ của của TV2 ở quanh vùng giá 87, các anh chị chúng ta lưu ý ở vùng giá 87, và kháng cự ngắn thì nó sẽ nằm ở khoảng vùng giá 92.3. Vùng kháng cự ngắn thì 92.3, thì trong một cái xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là khả năng cổ phiếu này sẽ vận động đi ngang ở quanh cái vùng này, quanh vùng từ vùng hỗ trợ đến vùng kháng cự. Tuy nhiên các anh chị chúng ta lưu ý, hết sức lưu ý là vùng giá 87 này, những anh chị nào đang cầm nắm mã cổ phiếu TV2, vùng giá 87 này bị gãy thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải bán mã cổ phiếu này. Bán xong có thể cổ phiếu lên nó không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải bảo toàn cái vị thế, bởi vì khi mà cổ phiếu TV2 giảm thì những nhịp giảm của TV2 cũng khá là khốc liệt, các anh chị lưu ý. Nó tăng rất là mạnh thôi, nhưng mà những nhịp giảm của TV2 thì cũng khá là kinh khủng. Và hiện tại thì chúng ta đang có khoảng 2 tuần TV2 đi ngang ở trong cái biên này rồi. 2 tuần đi ngang ở trong cái biên này mà không vượt thoát được thì có nghĩa là xấu. Và khi có nghĩa là xấu thì chúng ta phải chủ động đối với mã cổ phiếu này, tức là khi có tín hiệu ngay lập tức chúng ta sẽ hành động.
PNG. PNG thì sao? Thì sau khi mà đây là cái target mùng phân tích cổ phiếu PNG chạm vùng 90 và target cao nhất đạt được đó là vùng 89, tức là cách target thiết kế khoảng tầm 1.000 điểm. Thì thường ý, là khi cổ phiếu mà chạm về những cái vùng target phân tích thì Hùng Lê nhận thấy là thường là một xu thế giảm giá. Và từ đây thì PNG sẽ giảm và chúng ta sẽ tìm lại cái vùng hội tụ của cổ phiếu này ở vùng 80. Thì vùng 80 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ của PNG tại đây, PNG tại đây tại vùng giá 80. Đúng không ạ? Giống như là MWG đúng không ạ? Khi chạm về target phân tích thì đang có những cây nến chỉnh giảm như này thì tốt nhất là chúng ta sẽ bán. Còn nếu mà chúng ta bán xong thì cổ phiếu nó tăng lên thì ok, chúng ta sẽ chấp nhận là như vậy là chúng ta sẽ phải tán lộc cho người sau, bởi vì là bản thân là khi chúng ta mua những cái mã cổ phiếu đó thì cũng phải có những người đi trước mình và bán cho mình đúng không ạ? Và sau đó thì mình mới mua. Ok, như vậy là trong tuần vừa qua thì một số các cái mã cổ phiếu của chúng ta thì đã đạt được về đến những cái target mà Hùng Lê phân tích, và một số các cái mã cổ phiếu thì cũng không đạt được target và bị lỗi, bị hỏng. Thì với một cái quan điểm xuyên suốt rất là thẳng thắn với cộng đồng nhà đầu tư và bản thân Hùng Lê cũng như các anh chị thôi, chúng ta là những nhà đầu tư ở trên thị trường thì cái mức độ chúng ta tiếp cận được thông tin vĩ mô rồi thông tin ở bên ngoài, ví dụ thông tin về thế giới, thì nó cũng hết sức là bất thường. Và cái thông tin quan trọng nữa đấy là thông tin về đội nhóm, đội lái các nhà tạo lập thì gần như là chúng ta không có, và chúng ta chỉ tiên lượng, chúng ta thì dự đoán ở dựa trên ở những cái nền tảng mà kỹ thuật của tuần vừa qua và tháng vừa qua và cái dữ liệu lịch sử ở trong quá khứ. Chính vì vậy sẽ có những phân tích đúng và sẽ có những phân tích sai. Và phân tích sai thì chúng ta sẽ sửa sai ngay từ những cái lỗ đầu tiên. Còn những phân tích đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ vị thế để chúng ta chờ những cái nhịp chúng ta chốt lời cao hơn. Ví dụ như là trong tuần trước, trong bản tin video số 68 thì Hùng phân tích rằng là VN-Index của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi và tiệm cận về vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Vậy thì qua từng phiên chúng ta thấy rằng có những cái tín hiệu tích cực thì chúng ta sẽ nắm giữ vị thế, ví dụ như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ nắm giữ vị thế để chúng ta chờ những cái lực hồi của chung của thị trường thì cổ phiếu của mình nó sẽ tăng lên và chúng ta sẽ chốt ở những vùng cao hơn. Ngược lại, sau khi cái phân tích đó mà ví dụ phiên thứ hai tuần vừa rồi VN-Index của chúng ta bị gãy chẳng hạn và tiếp tục giảm giá, vậy ok, phân tích của Hùng Lê bị sai rồi, chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải giảm cái vị thế nắm giữ cổ phiếu để chúng ta đưa trạng thái tài khoản của chúng ta đưa về những cái điểm an toàn. Thì đấy là cái quan điểm của Hùng Lê. Còn Hùng Lê không có một cái chén thánh nào hết, không có những cái lời gọi là thần thánh hô mưa gọi gió như một số các anh chị trên diễn đàn hoặc là trên các cái trang mạng, thì Hùng Lê không có làm cái việc đó. Ok, như vậy là về xu thế thị trường thì chúng ta cũng thấy rằng là tuần tới thì là một tuần mà cái mức độ khó khăn sẽ tăng lên. Mức độ khó khăn sẽ tăng lên, nó sẽ không được thuận buồm xuôi gió như là tuần vừa rồi. Tuy nhiên, với nội lực hiện tại của thị trường và những yếu tố tạo lập thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng là trong nhịp này VN-Index của chúng ta sẽ cắm và thủ được qua vùng 1.000 điểm. Sẽ cần chờ những phiên tạo lập đánh lại dòng tiền, tức là có qua được hay không thì hàng ngày ở trên Zoom, thì Hùng sẽ có những cái lead danh mục, rồi có những cái lead thị trường đúng không ạ, sẽ có những cái mã cổ phiếu, rồi sẽ đánh giá thị trường, rồi đánh giá tất cả các mã cổ phiếu để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng như các anh chị trên team sẽ có những cái góc nhìn tốt nhất để chúng ta phân tích và định hướng thị trường. Chúng ta nhìn qua lại một tí với chỉ số Dow Jones thì hiện tại là Dow Jones cũng đang có những cái nhịp hồi. SEN 2 thì cũng đang hồi, tức là cái đồng pha của VN-Index của chúng ta khá giống với chỉ số SEN 2 của Trung Quốc.
Cái chỉ số Nikkei 225 thì ở đâu ta? Nikkei 225 hình như đồng tắt mất rồi. Ok, thôi chúng ta chỉ xem như vậy. Dow Jones thì cũng đang có những tín hiệu hồi kỹ thuật. Như vậy là chúng ta, nếu chúng ta bỏ qua những yếu tố ngoại lai, tức là những cái yếu tố bất thường, ví dụ như là anh Trump thứ hai anh lại phát biểu một câu, hay là những cái căng thẳng xu thế về thương mại giữa hai quốc gia này, thì Hùng đánh giá rằng nội lực của thị trường hiện tại đang khá là ổn. Và VN Index của chúng ta sẽ có đóng được qua 1.000 điểm và thủ được 1.000 điểm hay không thì cái mốc 990, và thấp hơn một tí đấy là vùng mây mù, tức là vùng 985 đến vùng 1.000 điểm sẽ là một cái nền để tích lũy lấy đà tại đây, và cần một phiên sau những phiên cầu mất hút như thế này là một dấu hiệu khá là tốt, bởi vì cho thấy rằng là tâm lý của nhà đầu tư cá nhân hiện tại đang rất là chờn cái mốc 1.000 điểm đó. Và đối với tạo lập và đối với đội lái thì người ta lại rất quan tâm đến cái tâm lý của những nhà đầu tư cá nhân, tức là tâm lý của những nhà đầu tư như anh em chúng ta, là khi các ông trờn thì nó sẽ đánh, và khi các ông máu đánh thì nó sẽ trờn, tức là khi mà tâm lý nhà đầu tư cá nhân hùng hục xông lên thì tạo lập nó lại mang hàng ra nó dội lên đầu, và chúng ta sẽ ôm hết trọn những cái hàng đó. Và ngược lại là khi những cái tâm lý e dè, những cái tâm lý gọi là bi quan, gọi là tâm lý gọi là không còn gì để mất, thì nó có hai yếu tố: cái tâm lý không còn gì, hoặc là tâm lý bi quan, hoặc là tâm lý chán nản, hoặc là cái tâm lý cứ đến 1.000 điểm là chết đó, thì nó cũng giống như là tâm lý khi mà VN Index bị rơi sâu đó, nó cũng giống như VN Index bị rơi sâu, thì đây cũng là những cái giai đoạn mà tâm lý chán nản của nhà đầu tư cá nhân của chúng ta lên đến kịch độ đó. Chán nản này, đoạn này là cũng chán này, chán kinh khủng luôn, không buồn giao dịch đấy, không buồn giao dịch, thì sau đó thì có một nhịp đánh lên này, và đây đoạn này tâm lý của nhà đầu tư cũng chán ơi là chán này, rơi xuống đáy này, buồn ngủ này, rồi đấy liên tục một cái điểm dài như vậy đó, liên tục một điểm dài như vậy, và khi có một cái lượng cầu lượng cung kích trở lại như vậy thì VN Index của chúng ta lại có một cái nhịp tăng rất là tốt. Vậy thì đối với quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê đang đánh giá rằng tâm lý nhà đầu tư cá nhân của chúng ta đang rất là bi quan. Chính vì vậy nên là mà nhà tạo lập thì sẽ đi phân tích tâm lý của nhà đầu tư rất là kỹ, rất là sâu. Vì vậy nên là Hùng Lê thì cũng đang cố gắng ở một cái góc nhìn cá nhân, thì Hùng Lê đang cố gắng phân tích lại tâm lý của nhà tạo lập để chúng ta có thể định hướng và chúng ta có thể có được những cái tiên lượng tốt nhất cho thị trường. Thì thị trường tuần tới, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, mốc 990 điểm và mốc 985 điểm đến mốc 1.000 điểm là mốc mây mù, và chỉ cần một phiên kích cầu quay trở lại thì như thế xu thế của VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục được sáng lập, và Hùng vẫn kỳ vọng rằng tuần tới sẽ là một tuần giao dịch tích cực, và các cái vị thế nắm giữ các cái mã cổ phiếu tốt, Hùng Lê lưu ý các cái mã cổ phiếu tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn những cái mã cổ phiếu mà đạt được target thiết kế thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc để chúng ta hạ dần tỷ trọng hoặc là chốt, thì cái đó thì tùy vào cái phương án của quý anh chị nhà đầu tư. Còn HNX Index à? HNX Index có cái gì vui không? HNX Index thì cũng đang có một cái lực hồi, và vùng kháng cự ngắn thì sẽ chạm lại về vùng 106. HNX Index thì cũng đang có một cái lực hồi khá là ok. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích toàn bộ các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà team theo dõi, cũng như là một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên room. Thì hiện tại là Hùng chưa có thời gian để cập nhật lại có mấy mã cổ phiếu trong tuần. Ok, thôi những cái mã cổ phiếu nào mà Hùng không có đề cập được ở đây thì thôi chúng ta sẽ không list lại, thì các anh chị cũng có thể add Zalo của Hùng Lê 0982795555, và các anh chị cũng có thể tương tác với Hùng Lê qua Zalo. Thì ở trên Zalo thì cũng có rất nhiều các anh chị em cũng có hỏi Hùng, thì Hùng cũng có dành thời gian để Hùng trao đổi. Tất nhiên là cái khung thời gian của Hùng Lê thì nó cũng khá là hạn hẹp, khi mà Hùng Lê phải phân tích khá là nhiều cái mã cổ phiếu, và hơn thế nữa thì Hùng phải quan sát cái tổng quan của thị trường khá là nhiều. Chính vì vậy nên là có thể có những cái tin nhắn mà các anh chị chat với Hùng Lê mà Hùng Lê chưa có trả lời được thì Hùng Lê cũng sẽ xin lỗi cả nhà một tí.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi các cái mã ngành xây dựng Nam Long, NLG. Thì đối với Nam Long ở trong một cái kịch bản hiện tại thì Hùng đang đề cập đến việc là Nam Long sẽ đánh chạm lại về vùng 34. Chạm lại về vùng 34 và những cái nhịp test chỉnh của Nam Long có thể chỉnh chạm lại vùng giá 30.2 và cao hơn khoảng vùng 30.3 một tí ở đây, tức là sẽ đánh chạm vào đây và đích đến của cổ phiếu này sẽ là vùng 34. Những phiên ở tuần này thì Nam Long đang có những phiên trả lại cung sau những phiên hút cầu mạnh. Sau những phiên hút cầu mạnh thì các anh chị đang cầm nắm giữ Nam Long lưu ý cho Hùng mốc 30 đến 30.3. Ở đây sẽ là những cái điểm tỉ bật mà khả năng khi cổ phiếu này rơi lại về đây thì sẽ có những vùng tích lũy lại đây và sẽ kéo lên. Và kịch bản đối với Nam Long thì vẫn kỳ vọng là Nam Long sẽ đánh về vùng 34. Hiện tại thì vẫn chưa thay đổi kịch bản đối với mã cổ phiếu này, Nam Long. HDG, Hà Đô. Hà Đô thì trong một cái nhịp phân tích của Hùng ở đây thì target hiện tại là chưa đạt được. Target đề ra là 40 và chỉ mới chạy được đâu đó về khoảng vùng 37.5, tức là phải còn 2.500 nữa thì mới về được đến vùng 40. Và Hà Đô đã có đến mấy tuần nhỉ? Khoảng 3 tuần đi ngang vùng 37.5 và vùng hỗ trợ dưới là vùng 35.5. Thì đối với quan điểm hiện tại của Hùng là đang có những phiên hàng ra nhưng mà cái vùng hỗ trợ 35.5 này chưa bị gãy, thì như thế là cái cơ hội để mà từ vùng 35.5 đến vùng 40 nó vẫn còn. Nhưng ngược lại, các anh chị lưu ý, nếu vùng 35.5 này bị gãy thì như thế thì chúng ta lại phải có những cái phương án đối với mã cổ phiếu này, tức là chúng ta có lời thì chúng ta chốt, hoặc chúng ta tạm thời chúng ta phải ra hàng để chúng ta bảo toàn cái vị thế của cổ phiếu. Nhịp test 35.5 này nó cũng khá là phù hợp. Còn nếu mà sâu hơn thì có thể cổ phiếu này sẽ rơi lại về vùng 34. Nếu mà sâu hơn thì có thể sẽ rơi về vùng 34. Tuy nhiên đối với Hà Đô, Hùng vẫn kỳ vọng một sóng dài, tức là một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu chứ không phải là nhịp đánh ngắn hạn. Tức là trong những cái vị thế ngắn hạn thì có thể chúng ta sẽ chịu những áp lực nhất định, nhưng với những anh chị mà đánh dài thì có thể là khi về đến vùng 35.5, đúng không ạ, 35.5 thì các anh chị tiếp tục mua, và thậm chí là khi về đến vùng 34 chúng ta lại tiếp tục mua. Tức là một cái nhịp chỉnh ở đây thì có thể Hùng đang tiên lượng là có thể chỉnh sâu nhất là sẽ chạm về vùng 34. Từ vùng 37.5 chạm về vùng 34 và từ vùng này thì có thể sẽ đánh lên. Đấy là những cái kịch bản Hùng đang vẽ đề ra, và cái đích đến ở trong cái nhịp này Hùng phân tích thì mục tiêu vẫn là vùng giá 40 đối với cổ phiếu Hà Đô, không có gì thay đổi. Đạt Phương, DPG. Đạt Phương thì là một trong những cái mã cổ phiếu mà đã được phân tích mấy tuần các anh chị nhỉ? Nếu mà xem thì phải được 1, 2, 3, 4, 5 tuần rồi. Hùng đã phân tích Đạt Phương 5 tuần từ vùng giá 40.5, tức là vùng giá khuyến nghị ở trên Zoom. Và sau khi mà hoàn thành cái nhịp thứ nhất target về vùng 50 thì Đạt Phương đã có những nhịp chỉnh về vùng 47, và từ vùng 47 này thì Hùng tiếp tục kỳ vọng đánh Đạt Phương về vùng 55. Trong tuần thì Đạt Phương đã có những phiên gần suýt soát chạm vùng 55, tức là tỏ ra khá là vất vả, bởi vì thường ấy là khi cổ phiếu về chạm về vùng target, các anh chị ạ, khi chạm về vùng target thì thường là cổ phiếu nó sẽ vật lộn rất là vất vả để chạm về đó. Và đối với nhịp 55 thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt. Nếu như trong tuần Đạt Phương đã có những cái điểm mà đạt được về vùng 55 thì chúng ta sẽ canh chốt. Chốt xong thì chúng ta sẽ cover lại hàng và chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật. Thì khi có những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom để chúng ta có thể vào lại hàng đối với Đạt Phương. Đối với Đạt Phương thì ở trên team thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị DPG. Mục tiêu của Đạt Phương là một trong ba mã cổ phiếu mà sẽ đánh cho hết năm 2019. Khá nhiều các cái thông tin liên quan đến Đạt Phương. Đây, trong buổi
tối ngày 29 tháng 8 thì Hùng đã có lưu ý 19 tháng 8 các anh chị lưu ý. AGR thì Hùng sẽ phân tích sau, tí nữa sẽ phân tích. Hùng đã phân tích cho cả nhà chú ý ba cổ phiếu Đạt Phương, HDC và Nhà Từ Liêm, thì những cái kịch bản ở đây test chỉnh ở những vùng và vùng giá mục tiêu và mục tiêu đánh hết năm 2019. Đối với HDC cũng như vậy, sau khi vùng giá 20 quyết định xu thế và canh những phiên test ở vùng 20.5 để 20 đến 20.5 để cơ cấu mục tiêu chạm 3x và cũng đánh dài hạn hết năm 2019. Nhà Từ Liêm nền giá tích lũy chặt ở vùng 25 đã có những phiên đánh chạm vùng 26 và sau đó thì test sâu hơn có thể chỉnh về vùng 25. Mục tiêu của Nhà Từ Liêm vẫn là vùng 3x và cũng là đánh hết năm 2019 thì. Và ngoài ra thì các mã cổ phiếu đây thì Hùng cũng đã list lại cho các anh chị. Như vậy là Đạt Phương cũng là một trong bộ ba cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng nó sẽ có những cái tín hiệu hết sức là tích cực. Đó, vậy thì khi các anh chị mà chúng ta về đồng hành với team của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể là nhận được những cái phân tích đánh giá sơ bộ như vậy. Có thể đúng, nó có thể sai, nó không quan trọng, nhưng ít nhất là chúng ta có những phân tích đánh giá như vậy để chúng ta có những cái định hướng tốt hơn. VCS. Đối với VCS thì thời điểm hiện tại là thời điểm phân tích vòng 2. Vòng 1 là Hùng đã phân tích từ nền giá 63 và chạm target phân tích ở đây là nền giá 80. Những nhịp test chỉnh dự về vùng sâu 72 nhưng mà chỉ về vùng 74 thôi. Và từ vùng 74 này thì Hùng tiếp tục phân tích target của VCS chạm vùng 90. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là VCS đã chạm vùng 90, thậm chí là cao hơn vùng 90, đúng không ạ? Trong tuần đã cao hơn vùng 90. Và từ vùng 90 này thì Hùng lại đang kỳ vọng là VCS sẽ trả lại khoảng vùng 85. Phiên ngày hôm nay thì phiên khá là quan trọng đấy các anh chị. Phiên ngày hôm nay thì không trả được lại về đến vùng 85, tức là suýt sát hình như đâu đó là chạm được đến vùng 86. Mình sẽ xem lại VCS một tí. Tức là chỉ chạm về được vùng 85.8, tức là khoảng vùng 86 thì VCS lại đang hình thành một cây nến ở đây. Cây nến này là một cây nến rất là quan trọng mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta có thể cover lại hàng được hay không. Thì Hùng sẽ quan sát tiếp phiên thứ hai tuần tới và Hùng sẽ có những khuyến nghị dành cho các anh chị ở trên team. VCS sẽ có những cái điểm ở đây và điểm gãy ở đây thì Hùng đang dự kiến là mua được tốt nhất sẽ là vùng 85. Còn nếu mà không có vùng 85 thì như vậy thì VCS có khả năng cũng chỉ chỉnh loanh quanh ở khoảng vùng giá 86. Và mục tiêu từ cái vùng nền tích lũy này, các anh chị lưu ý, từ vùng nền tích lũy này thì VCS tiếp tục đánh về vùng 100. Đó, vậy thì đây là nhịp thứ 3. Nếu như mà chúng ta thành công thì đây là một nhịp thứ 3 của VCS, đúng không ạ? Nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai và nhịp thứ ba. Đó, thì các anh chị khi mà đồng hành cùng với kênh của Hùng Lê cũng như team của Hùng Lê thì chúng ta sẽ liên tục được phân tích các cái mã cổ phiếu nó theo mạch như vậy. KBC, Kinh Bắc, đối với những anh chị mà đang theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê thì Hùng cũng có đề cập đến là Kinh Bắc ở trong nhịp này có thể chạm về vùng 17. Trên một cái biểu đồ đến tuần thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là Kinh Bắc đang có những cái nền tích lũy ở quanh vùng nền 15.5 rất là tích cực và chỉ cần một phiên đánh chạm trở lại về vùng giá 16 thì như thế là xu thế tăng giá tiếp theo của Kinh Bắc có thể được xác lập, và thậm chí là nhịp đánh này nếu như Kinh Bắc mạnh có thể đánh chạm vùng 18, tức là đối với mã cổ phiếu KBC cũng là một mã cổ phiếu mà khả năng chúng ta sẽ đánh sóng dài, chứ còn nếu mà trong những áp lực ngắn hạn thì chúng ta đánh nó sẽ rất là khó chịu. Đó, nó sẽ rất là khó chịu, và khi có những cái nhịp test chỉnh về những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể canh mua để chúng ta gia tăng tỷ trọng và chúng ta cũng có thể đảo hàng. Đó, đối với KBC, những cái điểm mua của KBC thì Hùng đã khuyến nghị rồi, nó đã nằm khá là xa ở phía trước. ITA thì ngày hôm nay, tức là ITA sau một tuần đánh mạnh thì đã có hai tuần đổ lại như thế là ITA lại hơi xấu.
Thực ra về bản chất nó xấu hay không xấu thì chúng ta phải nhìn lại cái cách đánh của ITA ở đây. ITA đã có hai phiên đánh mạnh và tạo thành những cái gap. Đây là những cái gap rất là lớn. Đây là những cái gap cực kỳ lớn. Và những cái gap này thì thường là gì? Thường là cổ phiếu cần phải lấp lại. Cần phải lấp lại chứ không thể là đánh một phát như thế được. Cổ phiếu nó phải có từ từ, nó phải đúng không ạ? Nó phải có tính cách và nó đánh lấp lại gap tại vùng giá 3.2. Hùng đánh giá rằng là vùng 3.2 sẽ là một cái vùng mà cổ phiếu này cần phải lấp lại gap và sau đó sẽ phải từ từ túc tắc đi lên. Chứ đánh như thế này thì nó cũng đấy, nó cũng chỉ đánh chột giật như thế này thì không ổn. Và cái xu thế của ITA là Hùng vẫn nhìn ở một cái xu thế sóng dài, tức là chúng ta đánh ở một cái góc độ gọi là một cái góc độ sóng dài đúng không ạ? Sóng dài thì khi chạm về những cái vùng hỗ trợ của sóng dài thì chúng ta lại mua, và sau đó thì có thể là canh những vị thế ngắn hạn để chúng ta chốt. Thì đối với ITA là như vậy. ITA chúng ta sẽ quan sát ở vùng 3.2. Có những cái điểm mua tích cực thì Hùng Lê sẽ tiếp tục khuyến nghị các anh chị. Nhà Đà Nẵng cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp các anh chị ạ. Nhà Đà Nẵng hiện tại là đang có những cái kênh sóng chạy khá là dài, khá là đẹp. Những kịch bản phân tích của nhà Đà Nẵng thì Hùng đã đề cập rồi. Nhà Đà Nẵng đã có những phiên test chỉnh xong và hiện tại thì Hùng đang đề cập đến việc là target của nhà Đà Nẵng sẽ chạm về khoảng đến vùng giá 20. Những phiên test cung khá là đẹp ở vol đạt khoảng tầm từ 300.000 cổ phiếu, hết sức là đẹp. Và sẽ có cái cách đánh của nhà Đà Nẵng là sau những phiên test cung thì sẽ có những phiên hút cầu, và sau những phiên hút cầu đó thì cổ phiếu sẽ tăng. Và nhà Đà Nẵng cũng là một mã cổ phiếu mà đi rất chậm, đi chậm nhưng mà đi chắc. Các cái điểm mua thì hiện tại thì Hùng không còn khuyến nghị nữa. Mã cổ phiếu trong bộ 3 mà Hùng đã đề cập đấy là nhà Từ Liêm. Ngoài việc mà chúng ta đi phân tích định hướng về gọi là phân tích kỹ thuật rồi, thì chúng ta cần phải có thêm những cái yếu tố cơ bản. Và tại vì sao Hùng Lê lại đề cập đến nhà Từ Liêm ở trên Zoom? Có nhiều yếu tố Hùng Lê nắm được đối với mã cổ phiếu nhà Từ Liêm. Không chỉ đơn thuần là nhà Từ Liêm chỉ đi như này, mà Hùng khuyến nghị các anh chị trên team đầu tư, mà Hùng Lê có những cái thông tin và Hùng Lê có đi phân tích sâu các cái thông tin nội bộ của doanh nghiệp nữa, chứ không phải là có những cái khuyến nghị vu vơ ở trên team. Ví dụ như là HDC đúng không ạ? Tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích tiếp mã cổ phiếu HDC, là cổ phiếu thứ ba. Thì đối với nhà Từ Liêm hiện tại là đang có những cái điểm siết chặt ở đây, và cái nền giá có thể mà cổ phiếu này sẽ test chỉnh về đây là khoảng nền 25. Bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê đang canh, không biết là hôm nay thì ở trên team cũng biết là anh nào chat thì Hùng không để ý. Nhưng với quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê đang canh để Hùng Lê gia tăng những cái mã cổ phiếu chiến lược. Quan điểm là như vậy, chúng ta có những điểm mua càng thấp càng tốt, và có những cái điểm mua test ở đằng dưới nó sâu thì chúng ta sẽ có được những cái vị thế về giá, những vị thế về giá rất là tốt. Những điểm hỗ trợ của nhà Từ Liêm trong ngắn điểm ngắn sẽ là vùng 25, và đương nhiên với quan điểm của chúng ta là gì? Quan điểm của chúng ta là chúng ta sẽ hành động theo tín hiệu của cổ phiếu, và vùng hỗ trợ cuối cùng của nhà Từ Liêm ở đây sẽ là khoảng vùng 23.8, tức là khoảng vùng 24 đó. Chúng ta sẽ có 3 cái điểm này để chúng ta tiếp tục quan sát đối với mã cổ phiếu nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm tuần tới sẽ có rất nhiều những cái thông tin quan trọng liên quan đến dự án đối với mã cổ phiếu nhà Từ Liêm. Và hiện tại thì chúng ta có thể view một cách tổng thể là sắp chạm đỉnh cao nhất của mọi thời đại của nhà cổ phiếu Từ Liêm ở khoảng vùng giá 35. Hùng vẫn kỳ vọng rằng nhà Từ Liêm sẽ có một nhịp đánh tiếp ở vùng này khá là phù hợp ở đây. Sau những nhịp chỉnh giảm tích lũy ở đây, chúng ta sẽ có khoảng vài tuần tích lũy ở đây và sẽ có lượng cầu hút trở lại, và mục tiêu là vùng giá 3x ở đây 30.
Mục tiêu là vùng giá 3x đối với nhà Từ Liêm thì không có gì thay đổi với góc nhìn và quan điểm của ông Lê. Ok. DIG. Đối với DIG, DIG là một mã cổ phiếu mà cũng là một mã cổ phiếu về ngành xây dựng và hiện tại thì Hùng đang quan tâm khá là nhiều đến các cái mã ngành cổ phiếu ngành xây dựng. DG đã có một nhịp chỉnh giảm về chạm vùng 12. Nhịp chỉnh giảm chạm vùng 12 ở đây. Sau khi chỉnh giảm chạm vùng 12 thì chúng ta thấy rằng là DG đã có những phiên đánh lên, ở nhịp trước này thì DG cũng đã có những phiên đánh lên, nhưng những đánh lên sau đó thì lại có những phiên test không thực sự là tích cực. Tuy nhiên ở trong nhịp này sau một phiên đánh lên mạnh thì Hùng đang quan sát ở vùng nền 13.5 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom là chúng ta ở nền 13.5 thì chúng ta sẽ 13.5 cộng trừ thì chúng ta sẽ mở mua để lấy vị thế, bởi vì Hùng đang nhìn thấy có những phiên test khá là tích cực và cái quan điểm hiện tại thì khả năng DG sẽ đánh chạm vùng 15. Sau khi đánh chạm vùng 15 xong thì cổ phiếu này có một sóng dài hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Trên một xu thế ngắn hạn thì những cái lực hồi của cổ phiếu DG đang khá là tốt và một số các anh chị trong team của ông Lê thì đã mua cổ phiếu này rồi. Đã mua cổ phiếu này rồi quanh nền 13. Quanh nền 13.5 cộng trừ đây sau khi có những phiên test rất là đẹp. Phiên ngày hôm nay T0, T1, T2. Phiên ngày hôm nay là phiên hàng về, phiên của T0 hàng về và cổ phiếu tiếp tục đánh lên thì như thế là rất là tích cực và khả năng xu thế này là xu thế tăng giá và hiện tại những anh chị đã mua cổ phiếu DG thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này. HDC. HDC là một cái mã cổ phiếu thứ ba trong cái bộ ba mà Hùng khuyến nghị. HDC thì sau những phiên break nền ở đây thì Hùng đã có khuyến nghị ở trên team canh ở vùng giá 20 đến 20.5 hay sao? Vùng giá 20 đến 20.5. Đây, những cái phiên test chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mở mua đối với mã cổ phiếu HDC và HDC cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng xác định là mục tiêu sẽ chạm vùng 3x. Mục tiêu sẽ chạm 3x tức là sẽ rất là dài. Mục tiêu sẽ chạm 3x ở đây. Tức là như vậy là nó còn khá là dài. Và hiện tại thì HDC cũng đã là một cái mã cổ phiếu mà vượt đỉnh của mọi thời đại, tức là một cái sóng đánh dài của cổ phiếu này rất là tuyệt vời. Và vùng vượt đỉnh ở đây là vùng 20 thì khi mà chạm về vùng 20 thì ngay lập tức là Hùng đã có những cái khuyến nghị ở trên team để chúng ta có thể ngay lập tức là chúng ta có thể tham gia. Đích ngắn hạn trước khi mà chạm về vùng 30, thì đích ngắn hạn của cổ phiếu Hà Đô sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng giá 25. Đây, ở vùng kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là vùng 25. Sẽ là vùng 25 và hiện tại thì những phiên đánh lên của Hà Đô đang của nhà Bà Rịa Vũng Tàu hết sức là tích cực. Và tại vì sao Hùng lại khuyến nghị các anh chị để chúng ta tham gia mã cổ phiếu Hà Đô đến hết năm 2019, bởi vì Hùng cũng đã có những phân tích đánh giá định lượng về doanh nghiệp, về nội tại của HDC đang cực kỳ ok và đang cực kỳ tốt và nó cũng sẽ là một trong những cái doanh nghiệp mà nó sẽ có những cái bước phát triển trong những cái thời gian sắp tới. Các anh chị cứ chờ chờ những cái kết quả kinh doanh rồi chờ những cái kết quả của doanh nghiệp này thì đối với Hà Đô, Hùng Lê cũng đang rất là ok, đang rất là kết. Thì đấy là bộ ba cái mã cổ phiếu đầu ngành về xây dựng, đúng không ạ? Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi, Nam Kim, NKG thì trong bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng khuyến nghị là đưa Nam Kim vào danh mục theo dõi, đưa vào danh mục theo dõi và Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta quan tâm mã cổ phiếu Nam Kim ở vùng giá 6.5. Bởi vì ở đây thì hiện tại là chúng ta cũng có thể thấy rằng Nam Kim đã coi như rũ hết sạch sẽ rồi, không còn cái gì nữa để mất nữa và
Nam Kim lại đang hình thành một cái nền tích lũy ở đây, thì nền tích lũy ở đây thì Hùng đã đề cập đến vùng 6.5, và đối với những tài khoản mà chúng ta xác định là chúng ta có thể đánh dài một tí thì chúng ta sẽ quan tâm Nam Kim ở quanh vùng giá 6.5, thì đối với cổ phiếu ngành thép thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Khoáng sản thì chúng ta sẽ phân tích hai mã cổ phiếu KSB. KSB thì Hùng đã phân tích rồi, các khuyến nghị điểm mua thì đã khuyến nghị rồi. Hiện tại thì KSB đang có những phiên test lại cung ở vùng này, và những phiên test cung thì cũng khá là tích cực. Nền giá để mà xác định cái xu thế của đánh lên tiếp theo của KSB sẽ là nền 25, và những điểm test ở đây thì cổ phiếu này có thể chạm lại về vùng 24.3, khả năng là sẽ chạm lại về vùng 24.3, sẽ có những cái phiên test về vùng 24.3, và xu thế hiện tại của KSB thì Hùng vẫn đánh giá rằng là KSB sẽ tiếp tục tăng giá sau những cái nhịp test chỉnh ở đây, và mục tiêu thì chạm lại vùng 27 trong một cái nhịp đánh ngắn. Ok, KSB. BMC, khoáng sản Bình Định. BMC thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nến tuần thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta định lượng hơn. Thì đối với BMC là một cái mã cổ phiếu mà thường là cổ phiếu này thì khi tăng thì cái tạo lập của nó cũng khá là tốt. Hiện tại là sau 3 tuần đẩy lên tăng mạnh, thì tuần vừa rồi là tuần mà lại đang test lại cung ở vùng 17.5 đến vùng 18, và những điểm test sâu hơn có thể là chạm vùng 17, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 17 đây. Thì đối với BMC thì Hùng vẫn đánh giá rằng là khả năng cao thì đây sẽ là một cái nhịp sóng khởi đầu cho một cái nhịp sóng lớn của mã cổ phiếu này, và đích đến ngắn hạn sẽ là chạm vùng 22, và sau đó thì những cái đích đến tiếp theo thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích định lượng. Tuy nhiên đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta phải kiên nhẫn và mua những cái điểm mua. Các anh chị lưu ý có thể là ví dụ điểm mua sẽ trong cái vùng 17.5 đến vùng 18, chúng ta có thể mở mua vị thế, đúng không ạ? Và nếu cổ phiếu này có những phiên test tỉnh chỉnh sâu hơn xuống vùng 17, và thậm chí là có thể là xuống vùng 16 ở đây, sâu hơn sẽ là xuống vùng 16 ở đây, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua, và chúng ta sẽ có những cái điểm mua ở đây. Và cũng không loại trừ là một cái kịch bản là như thế này, là đi từ đây và chỉnh lại về vùng 16, đập từ vùng 16 và sau đó thì sẽ đập lên. Đó, vậy thì là chúng ta sẽ phải luôn luôn chủ động với những cái kịch bản của cổ phiếu đi như vậy. Khi chúng ta chủ động những cái kịch bản đi của cổ phiếu đi như vậy thì chúng ta luôn luôn là có những cái vị thế mua rất là tốt, và chúng ta hoàn toàn yên tâm với cái vị thế của cổ phiếu của chúng ta. Dù cho VN Index hay là do một số các cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ rất là bình tĩnh. Chứng khoán và ngân hàng thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu này trước. VCI thì lại hơi xấu khi mà trong tuần vừa rồi lại trả hết như thế này thì nó sẽ không được là đẹp. Những nhịp test chỉnh của VCI lẽ ra nó sẽ không được thủng cái vùng 35, nó sẽ là đẹp nhất, nhưng mà bây giờ đối với kịch bản như thế này thì sẽ vùng 34 tức là trên vùng đáy nền ở đây, thì chúng ta có thể xem một cái kênh xu hướng thế này thì nó cũng khá là hợp lý. Ok, khoảng vùng 34 cổ phiếu này sẽ rơi lại về vùng 34, tích lũy lại vùng 34. Nếu tại vùng 34 này mà không bị gãy, bị thủng thì những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể tham gia, bởi vì là ở đây nó sẽ là một cái nhịp khởi đầu. Hùng đánh giá rằng một cái nhịp khởi đầu của mã VC, và mã VC Hùng sẽ liên tục phân tích, bởi vì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận một cái sóng đánh của mã cổ phiếu này. Tiếp theo là mã cổ phiếu ngân hàng VIB.
VIP thì điểm mua khuyến nghị đã khuyến nghị rồi. Những điểm mua khuyến nghị trước chia ở vùng 19 và sau chia đâu đó khoảng vùng 16. Ở đây khoảng vùng 16 gì đó, chia cổ tức 18%. Sau đó thì VIP đã đánh chạm vùng 19 và sau đó thì Hùng đã có phân tích ở một cái nền ở đây vùng 18 đến vùng 18.5. Vùng 18 đến vùng 18.5 sẽ là một cái nền mà sẽ quyết định một cái xu thế tiếp theo để cổ phiếu VIP đánh chạm về vùng giá 21, 20 đến vùng giá 21. Thì trên biểu đồ nến tuần chúng ta có thể thấy là trên biểu đồ nến tuần hiện tại là đang có một tuần test lại cung. Test lại cung thì Hùng Lê kỳ vọng là cái cung của cái nền 18-19 này nó không bị phá vỡ và sẽ có thêm tiếp một tuần nữa. Tuần sau, khả năng là hết tuần sau thì sẽ có một cái xu thế tiếp theo của mã cổ phiếu này, khả năng là như vậy. Và kỳ vọng thì đích đến của mã cổ phiếu VIP vẫn là chạm vùng 20 đến khoảng vùng 21 ở trong nhịp đánh này sau cái nền test chỉnh và tích lũy tại đây. BID, BID thì Hùng đã phân tích ở đầu rồi, tức là BID thì những cái kịch bản mà của BID thì đã đề ra rồi và kỳ vọng là BID sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 37 đến khoảng vùng 37.2 trong những cái phiên test này và có khoảng 1 đến 3 phiên ở đây và sau đó thì BID sẽ đánh thủ lại về vùng giá 40 để ủng hộ xu thế chung của thị trường. Điểm mua thì đã khuyến nghị rồi, bây giờ thì các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ bị chậm chân. PLX đã phân tích rồi, PVT, PVS cũng đã phân tích rồi. Còn mã cổ phiếu PVT, trong cái nhóm ngành dầu khí thì có 3 mã cổ phiếu, 3 mã cổ phiếu Hùng Lê đề cập đó là PLX, PVT và PVS. Thì PLX thì hiện tại thì đang có những phiên cạn cung thì Hùng đã phân tích từ đầu rồi. PVT thì có những cái nhịp đánh khá là chậm, nhưng mà các anh chị cũng có thể thấy rằng là nhịp đánh của PVT chậm cũng rất chắc, tức là đi đến đâu xe chắc đến đó. Và tuần này thì chính thức là PVT đã đánh thủng, vượt thoát vùng 18 và đóng cửa vùng 18.3 trên biểu đồ đến tuần. Như thế nó sẽ rất là ok. View một cái dài hạn một tí thì đối với PVT thì Hùng đã có phân tích với các anh chị rồi, Hùng đang kỳ vọng PVT sẽ đánh một sóng dài. Và sóng này thì trước hết là sẽ gặp những cái vùng cản ở đây là vùng 19. Đích đến tiếp theo của trong nhịp này PVT sẽ chạm vùng 19 và sau đó sẽ đánh vượt lên vùng 22, sẽ đánh lên vượt vùng 22 và kỳ vọng từ vùng 22 này thì có thể đánh lên vùng 25. Thì đấy là những cái target Hùng sẽ xây dựng dần dần, tức là qua những cái kịch bản hàng tuần thì chúng ta cũng có thể là phân tích để điều chỉnh các cái kịch bản của cổ phiếu. Thì mã PVT các anh chị cũng nhìn thấy là đi rất là zig zag, nếu mà chúng ta không kiên nhẫn thì chúng ta sẽ đánh khá là khó chịu. Và chính vì đi zig zag này, nếu mà những anh chị nào mà chúng ta gọi là thuần về kỹ thuật thì thứ nhất là chúng ta xác định cái mục tiêu này, tức là mục tiêu của PVT chạm ở trong ngắn hạn là sẽ chạm vùng 19, đúng không ạ? Vậy thì cái cách mua nó cũng sẽ khá là đơn giản, tức là khi chạm có những cái điểm này tức là rơi lại và có những cái cây nến xác nhận này thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng thêm, ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái cách mua khi chúng ta đã xác định được một cái mục tiêu đối với mã cổ phiếu. Thì PVT Hùng vẫn đánh giá là PVT sẽ đánh một cái sóng dài. Hàng không thì VDC đã phân tích rồi, chúng ta sẽ điểm qua mã cổ phiếu HVN xem là HVN có gì đột biến không. HVN vẫn chưa có gì đột biến, đúng không ạ? Vẫn một nền ở đây là nền hỗ trợ, nền 38. ACV thì vẫn một nền tích lũy đi ngang, nền quan tâm vùng 81.5, chưa có gì thay đổi. NCT có mã cổ phiếu gì mà đẹp thế này ta? Đánh nhầm nhưng mà phải xem tí. Rất là đẹp, cũng có những nhịp đánh khá là tưng bừng. Mã cổ phiếu gì? Khi tham gia những mã cổ phiếu này lại không bị ảnh hưởng bởi VN Index. NCT thì vẫn một cái nền đi ngang khá là khó chịu. Tạo lập vẫn chưa chịu đánh, nền 73, 74 chưa có gì đột biến.
JMD và VSC thì hai cổ phiếu này là vận tải và cảng thì đang đưa vào danh mục theo dõi. JMS thì cũng chưa chưa có nhịp thực sự đẹp để chúng ta tham gia. Chưa thực sự đẹp để chúng ta tham gia. Tuần vừa rồi hơi xấu, những nhịp test chỉnh như này thì hơi xấu. Kịch bản nào cho JMS nào GMD? Khá là rích rắc. Nhìn hoa hết cả mắt, không biết là như thế nào đây. Khả năng là lấp lại vùng 27.5. Quan sát những anh chị nào mà đang có ý định tham gia mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát lại vùng 27.5, khả năng là sẽ tiêu tiêu về đây, và sau đó từ đây thì sẽ đánh đánh lên. Điểm tiền bật của cổ phiếu ở vùng 27.5. Ok. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ đi phân tích 3 mã cổ phiếu VGI. Thì đối với VGI thì hiện tại trong team của Lê cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu VGI rồi. VGI thì trong những cái nhịp phân tích ở trước đây đúng không ạ? Chúng ta có đề cập đến việc là cổ phiếu này có khả năng chỉnh chạm nền nền 33 đến nền 32 ở đây. Và từ đây thì VGI sẽ đánh đánh lên mục tiêu sóng ngắn của VGI có thể chạm lại vùng 45. Thì những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VGI sau một nhịp đánh lên, và hiện tại thì VGI đang cân cầu ở vùng 38, thì vùng 38 sẽ là cái vùng mà sẽ xác nhận cái xu thế đi tiếp theo của mã cổ phiếu này. Vùng 38 nó rất là quan trọng, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, vùng 38 sẽ rất là quan trọng, và có thể phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì sẽ có cầu để đẩy vượt thoát được vùng 38. Và khi có cầu đẩy vượt thoát được vùng 38 thì sẽ từ vùng 38 này thì chúng ta sẽ có được một cái target tiếp theo chạm về vùng giá 45. VTK thì VTK thì sau những nhịp rơi chạm vùng 35 thì hiện tại thì cũng đang ở ngấp nghé ở vùng 39, lực cầu thanh khoản ở mức trung bình. Ở mức trung bình như thế này thì kịch bản để đánh lên thì hiện tại Hùng cũng chưa nhìn thấy động lực mạnh, khả năng là chúng ta nếu những anh chị nào tham gia thì chúng ta có thể tham gia tỷ trọng thấp và có thể nâng cái vùng giá mua lên quanh vùng 37.5. Nâng quanh vùng 37.5 VTK thì cũng chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật rõ ràng. CTR thì đã đánh chạm vùng 70 rồi. Target vùng 70 thì đã đi túc tắc sắp đến nơi. Mã cổ phiếu CTR thì khá là mạnh. Bây giờ mua thì chúng ta sẽ không thể mua nữa rồi, bởi vì là mua thì nó sẽ tiềm ẩn những yếu tố khá là rủi ro. Còn trong cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến việc là khả năng cổ phiếu sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng giá 60. Và chúng ta mua thì chúng ta phải chấp nhận một điều là cổ phiếu về đến tài khoản thì nếu cổ phiếu gặp rủi ro thì chúng ta phải bán bằng mọi giá, tức là chúng ta phải chấp nhận lỗ. Và nếu mà chúng ta mà khi cổ phiếu về tài khoản mà không bị lỗ thì chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta chờ chốt những target tiếp theo. Thì khi cái phương pháp đánh những cái mã cổ phiếu hiện tại khi mà đã chạm lên đến những cái vùng target trên cao này thì như vậy. Trong tuần thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta mua mã cổ phiếu TNG, vùng giá khuyến nghị quan tâm của TNG đấy là vùng giá 18.5 đến nền 19. Đấy là trong phiên khi đó thì cũng có nhìn thấy trong phiên này thì đã có trong phiên ngày ngày 22 tháng 8 thì đã có một cái nhịp đánh lên, và cái nền 18.5 thì xét ở trong một cái xu thế ngắn hạn thì cũng đang là một cái nền hỗ trợ khá là tốt của mã cổ phiếu TNG. Nền hỗ trợ khá tốt của mã cổ phiếu TNG và hiện tại thì đang có xuất hiện một cái lực hồi ở đây, thì cũng đánh giá rằng là nhịp hồi này của TNG có thể xuất hiện từ vùng 18.5 và sẽ hồi về đâu đó khả năng sẽ chạm được lại về vùng 21. Ngắn ngắn thì từ vùng này sẽ hồi hồi lại được khoảng chạm được về vùng 21.
sẽ hồi chạm được vùng 21 thôi, chứ còn lực hồi mạnh thì cũng chưa nhìn thấy. Dược Domeco DMC. DMC thì đó, sau những phiên tưng bừng thì cũng đã có những phiên lấp cáp về vùng 75, nhưng mà cầu đang thấp quá, cầu đang hơi thấp nên là thôi chúng ta sẽ tạm thời chúng ta chưa tham gia. Khu công nghiệp thì chúng ta cũng thể thấy rằng là đối với quyết tâm chung của chính phủ cũng như toàn bộ bộ máy thì hôm qua Hùng có gửi lên một cái bài báo ở trên Zoom. Thì bài báo đó nó nằm ở trên trang Cà Phê F, thì các anh chị cũng có thể xem. Đó là về chính phủ của chúng ta đang tập trung hết tất cả mọi cái nguồn lực để thu hút các cái vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Thì đây bài báo ở đây. FDI đầu tư vào Việt Nam thì những cái ngành nào nó sẽ được hưởng lợi nhiều nhất? Đó là cái ngành về bất động sản, khu công nghiệp, và sau đó thì các cái nguồn vốn FDI nó sẽ tập trung vào các cái ngành về xây dựng, và sau đó sẽ là ngành tài chính ngân hàng. Thì đấy là những cái mã đầu ngành mà sẽ được hưởng lợi khi mà lượng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam. D2D. Đối với D2D thì D2D đang có 3 tuần cân cung cân cầu quanh vùng giá 82.5 đến vùng giá 87. 82.5 đến vùng giá 87, và cái điểm hỗ trợ ở đây sẽ là vùng 82.5. Ở đây thì cổ phiếu này đã có những nhịp test chỉnh vào đây, và hiện tại đang có 3 phiên cân cung tại vùng giá 87. Các anh chị lưu ý ở nền giá 82.5 ở đây có thể cổ phiếu sẽ có những phiên test lại một lần nữa, test lại nền 82.5. Mục tiêu của D2D thì trong nhịp này từ vùng test chỉnh vùng 82.5 thì Hùng đã đề ra đây là mục tiêu của chúng ta sẽ đánh chạm vùng sẽ đánh chạm về vùng 100. Đấy là mục tiêu ngắn của D2D. Ở những cái điểm mua thì các anh chị cũng có thể canh những nhịp test chỉnh, và cái việc mà chúng ta tham gia khi ở những vùng ở trên này thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái rủi ro nhất định. NTC. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì chúng ta cũng có thể thấy là sau khi có những cái nhịp test chỉnh về vùng 180 thì mục tiêu của Nam Tân Uyên đánh về vùng 190, đánh về vùng 200. Thì trong tuần cũng đã có những phiên gần suýt sát chạm, đúng không? Chưa chạm khoảng tầm 190 mà lên cao lên đến đây là gần suýt sát chạm thôi, và lại có những phiên ra hàng. Thì vùng hỗ trợ của NTC vẫn là vùng 180, có thể cổ phiếu này sẽ quay trở lại test lại lần nữa vùng 180 một lần nữa. Có thể test lại vùng 180 một lần nữa, và cái đích đến ngắn hạn thì vẫn là vùng 200. Đối với NTC thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia đầu tư nữa, bởi vì cổ phiếu này cũng đã chạy một cái quãng đường nó khá là dài. Những cái mã cổ phiếu NTC này thì chúng ta chỉ nó chỉ giữ nhịp và giữ nhịp cho dòng mà thôi. IDV thì một mã cổ phiếu khá là cơ bản, chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì nó dễ hơn. Sau một tuần tăng mạnh thì IDV đang có 3 tuần test lại vùng, cân lại vùng 38. Cân lại vùng 38, và thậm chí là cái vùng mà có thể cân lại đó là vùng 35.5 thì đã cân rồi. Đã có một cây nến tuần trước đã cân rồi. Và trong tuần vừa rồi thì cũng đã có những phiên chạm vùng 40 và sau đó thì đã không giữ được ở vùng cao nhất. Thì đối với IDV cũng là một mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp, và đối với mã này thì nó đi khá là chậm, vì vậy nên là cũng đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn nhất định đối với nhà đầu tư. Và cái vùng hỗ trợ của nhịp này đấy là trong cái nhịp chỉnh này là vùng 35.5 ở đây, và mục tiêu thì vẫn không thay đổi, có thể IDV sẽ đánh về vùng 45. SZL là một mã cổ phiếu khá là mạnh của ngành khu công nghiệp, thì cũng nằm ở trong những cái list danh mục khuyến nghị đầu tư của Hùng Lê ở trên team.
Đối với SSL sau khi có một nhịp đánh lên đây là đánh chạm cao nhất là vùng 61.5. Vùng 61.5 thì sau đó SSL đã có những nhịp rũ khá là đẹp về vùng 50.5, khá là hợp lý. Từ vùng 50.5 này thì SSL đang có những nhịp đánh lên, và mục tiêu của Lê trong phân tích ở trong nhịp này đó là SSL sẽ đánh chạm về vùng 70. Mục tiêu sẽ đánh chạm về vùng 70 vẫn không thay đổi, và hiện tại thì trong phiên cuối tuần có một phiên test khá là đẹp sau một phiên tăng mạnh của ngày hôm qua. Nếu xét ở trên biểu đồ đến tuần thì đã có hai tuần lấp cáp và một tuần tiếp tục đẩy giá tăng lên, như vậy là tín hiệu kỹ thuật hết sức là đẹp. Một số các cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang khá là ok đối với mã cổ phiếu này. Thì đối với là SSL cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp, và chúng ta có quyền kỳ vọng SSL sẽ trở thành những cái mã cổ phiếu như là mã cổ phiếu D2D, như là một cái mã cổ phiếu NTC. Thứ hai, bởi vì hiện tại thì SSL cũng đã đánh vượt đỉnh của mọi thời đại, và cái lượng cầu đánh từ vùng giá, tức là lượng tiền tập trung đánh từ vùng giá 35 và hiện tại là vùng giá 61, tức là đã đánh qua 100% rồi, thì kỳ vọng là cổ phiếu này có thể đánh lên những cái nhịp cao hơn. Thì đầu tiên sẽ là nhịp 70 đã, sau khi mà chạm đến về vùng 70 xong rồi thì ông Lê sẽ tiếp tục phân tích. Ông Lê sẽ tiếp tục phân tích ở những cái nhịp target cao hơn, thì chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế của cổ phiếu để chúng ta phân tích, chứ không thể là phân tích một cách vu vơ được. Một mã cổ phiếu thứ ba đối với ngành khu công nghiệp đó là mã cổ phiếu BCM. BCM là một mã cổ phiếu mà các anh chị có thể xem các cái yếu tố cơ bản của BCM, cũng là một mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp cực kỳ tốt. Những cái phiên đánh chạm về vùng 36 và sau đó rũ cũng khá là mạnh và rũ rất đẹp. Anh chị lưu ý là những phiên rũ này thì đúng là cực kỳ đẹp luôn, là chạm vùng 29, ông ấy cho khoảng chạm vùng 29. Ở những phiên rũ chạm vùng 29 và sau đó thì cổ phiếu đang có những nhịp rút lên. Thì đây là tổng quan của mã cổ phiếu BMC, BCM. Thì BCM cũng là một mã cổ phiếu mà ông Lê kỳ vọng cũng sẽ trở thành những cái mã cổ phiếu đầu sóng đầu ngành. Và đặc biệt là khi lượng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, những chính sách vĩ mô của chính phủ Việt Nam về việc là hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, thì đâu sẽ là những cái doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất, thì đấy là những cái doanh nghiệp về bất động sản, về khu công nghiệp sẽ là những cái doanh nghiệp mà sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Và mục tiêu ngắn của BCM sẽ chạm vùng 40. Hiện tại thì BCM sau một phiên tăng mạnh thì đang có những phiên test lại ở vùng giá 32, thì Hùng đánh giá khá là tích cực, và Hùng đang canh mua trở lại tiếp để gia tăng vị thế của cổ phiếu này ở khoảng vùng 31.5, khoảng vùng 31.5 đến vùng 32. Đây là cái vùng mà chúng ta sẽ có thể canh để mở mua, thì tùy các cái vị thế của anh chị nhà đầu tư thì chúng ta có thể canh mua mã cổ phiếu này. Còn với quan điểm hiện tại của Lê thì Hùng đánh giá rằng đây cũng là một mã cổ phiếu đẹp. Các trụ và blue chip thì có BVH, MVKG, PNG đã phân tích rồi. Các cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ thì có FPT đã phân tích rồi. Mã cổ phiếu CMG. CMG thì Hùng đã có đề cập, đúng không ạ? Ở vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 37 đã khuyến nghị trên team, và sau đó thì đã khuyến nghị chúng ta ra hàng ở quanh vùng giá 41, bởi vì Hùng thấy là cái nền 41 này khả năng là sẽ có những cái nhịp chỉnh. Thì với kịch bản hiện tại của cổ phiếu này, như vậy là cổ phiếu đã đánh chạm kênh và sau đó thì chỉnh thôi. Thì chỉnh thì chúng ta lại dò những cái điểm mục tiêu ở đây để chúng ta mua lại. Và những cái điểm mua lại đó thì Hùng sẽ lại tiếp tục khuyến nghị ở trên team, bởi vì là khi cổ phiếu chỉnh, cổ phiếu sẽ phải có những cái phiên tạo nền xong và có những cái tín hiệu kỹ thuật đi lên, thì khi đó Hùng sẽ khuyến nghị và
chúng ta sẽ tiếp tục canh mua lại cổ phiếu này. CMG là một mã cổ phiếu khá là ok về công nghệ. DVKG thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trong một cái view nó tổng thể hơn một tí. Đây là một mã cổ phiếu mà khi đánh thì cũng có những cái nhịp đánh khá là tốt. Các anh chị lưu ý có thể nhìn thấy cái cách đánh của mã cổ phiếu này rất là đẹp. Biểu đồ của cổ phiếu thì khá là siết chặt và rất là đẹp. Thì Hùng đang kỳ vọng là hiện tại DigiWorld đã có những nhịp đánh dẫn. Và đây là một cái mã cổ phiếu cũng về ngành công nghệ thì chúng ta sẽ canh để chúng ta đầu tư, đáng để đầu tư ở trong nhịp này. Và Hùng đang đề cập nền 23.5 cộng trừ. Mã này Hùng đã khuyến nghị ở trên team rồi, 23.5 cộng trừ. Sau một phiên đẩy lên tăng mạnh như này thì DigiWorld khả năng sẽ có những phiên test, và những phiên test hiện tại nó đang chỉ test về vùng 24. Đang kỳ vọng là ông đẩy sâu xuống một tí cho chúng tôi mua. Và chúng tôi mua xong thì ông lại tiếp tục ông kéo lên. Còn nếu như kịch bản mà chúng ta không thể mua được ở vùng tức là kịch bản mà cổ phiếu không test về đến vùng sâu như Hùng phân tích, tức là vùng 23.5, thì chúng ta cũng có thể canh từ vùng 23.5 đến vùng 24. đích đến trước mắt của cổ phiếu này sẽ chạm ở khoảng vùng giá 27 trong đích đánh gần đây sẽ chạm khoảng vùng giá 27. Ok. Rồi, một số các cái mã cổ phiếu về cao su GVR. Đối với GVR thì những cái nhịp test chỉnh về vùng 15 Hùng đã phân tích rồi, và từ vùng 15 này thì đang kỳ vọng đánh chạm vùng 19. Sau một phiên đẩy lên tăng mạnh này thì GVR đang có 3 phiên test tích lũy trả lại hàng ở đây. Và cái nền 16 lại trở thành một cái điểm tỉ bật của cổ phiếu. Nền 16 này cổ phiếu cần phải tích lũy được, và từ nền này thì cổ phiếu sẽ tích lũy và cần phải tích lũy thành công. Và như vậy thì những cái tín hiệu kỹ thuật tại đây sẽ giúp cho chúng ta có những cái nhận định về xu thế để giúp cho cổ phiếu này có target ở vùng 19. VRG thì cơ bản vẫn một cái nền ở đây là nền hỗ trợ của cổ phiếu vùng 14. Sau những phiên đánh dẫn chạm vùng 18 thì lại có những phiên cạn cung, và bây giờ nền 16 lại trở thành một cái nền mà sẽ xác định cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu. Anh chị lưu ý những phiên cạn cung như thế này thì cũng khá là tốt, và cần một phiên bung cầu để có thể là ví dụ như là nó sẽ tạo thành những cây nến kiểu như này để hút cầu lên. Ok, đó, như thế thì cổ phiếu này cần phải đánh break kênh thì như thế thì mới xác định một cái xu thế đánh dài của cổ phiếu được. Ship, đối với ship thì túc tắc đi. Ship đi không mạnh, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là ship có những cái nhịp đi túc tắc đi. Ở những cái nền hỗ trợ đây, đấy chính là nền hỗ trợ 120 thì đã phân tích rồi, và hiện tại thì bây giờ gần chạm vùng 140 rồi. Những cái nhịp đi ngang siết chặt như thế này thì đấy là những yếu tố tạo lập, và khả năng ship vẫn sẽ tiếp tục đi lên, nhưng mà đi lên một cách khá là chậm. SRC thì những cái nhịp phân tích từ vùng nền 20 và đích đến tiếp theo của SRC sẽ chạm khoảng vùng 26.5. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SRC khá là tích cực khi mà đánh break được qua cái nền ở đây, khoảng nền giá 23, và đích đến tiếp theo của cổ phiếu sẽ là vùng 26.5. DRC, đối với DRC, các anh chị cũng có thể thấy rằng đó, khi mà chúng ta DRC ngày hôm qua ở trên Zoom thì lúc đó là khoảng 11 giờ đúng không ạ, Hùng đã có khuyến nghị DRC hoàn thành target phân tích vùng 22.5 đến vùng 23. Từ vùng khuyến nghị 20.5 cộng trừ thì anh em có hàng canh chốt và kết thúc nhịp đánh DRC.
Đó thì là trong ngày hôm nay thì DRC đã có một phiên rơi khá là mạnh, lực chốt khá là mạnh và DRC đã hoàn thành cái target của lên phân tích ở đây là vùng giá 23. Thì thường là khi cổ phiếu hoàn thành đến cái vùng phân tích thì chúng ta có thể thấy rằng là cổ phiếu lại tiếp tục chỉnh và sẽ chỉnh về đâu thì bây giờ là cổ phiếu sẽ chỉnh rồi và chúng ta sẽ kết thúc phân tích DRC tại đây. Chúng ta sẽ xóa một số các mã cổ phiếu đầu cơ AGR, phân tích là AGR. Đối với AGR, vùng giá đề cập cho các anh chị 4.15, target phân tích gần sẽ chạm vùng 5. Chạm vùng 5 thì hiện tại là đã có những phiên chạm vùng gần 5 và cái mục tiêu có thể chạm trong cái nhịp đánh này có thể chạm về vùng vùng 5 chấm khoảng chạm về vùng 5.4 đến khoảng vùng 5.5, khoảng vùng 5.4 đến 5.5. Các điểm mua thì không còn nữa, các điểm mua thì không còn nữa, các anh chị lưu ý. TTF thì khả năng cũng chưa có. TTF thì chưa có sóng sánh gì, 3.05. Một số các mã cổ phiếu khác thì hiện tại là đang khá là dài rồi. Ok, Hùng sẽ điểm qua nhanh mã cổ phiếu PTB. Đối với Phú Tài thì mục tiêu trong ngắn hạn là mục tiêu cổ phiếu sẽ chạm về vùng 74. Những nhịp rung rũ ở đây thì có thể là lượng cung nó khá là thấp và như vậy là cổ phiếu này vẫn khá là ok. Điểm mua không còn, mục tiêu chốt lời ở vùng giá 74, không có gì thay đổi đối với Phú Tài. BMI thì cổ phiếu túc tắc đi từ nền phân tích ở đây đâu đó khoảng nền giá 24.5 và mục tiêu sẽ chạm khoảng vùng 29. Thì trong tuần có những lúc BMI đã có những phiên suýt soát chạm vùng 29 và quan điểm hiện tại của ông Lê thì sau những phiên này thì sẽ có những phiên hút cầu quay trở lại của BMI như này và để hoàn thành cái vùng target ở vùng 29 đối với cổ phiếu BMI. RAL thôi chúng ta sẽ không phân tích nữa, chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu này này. Nó đang khá là ok này, SSC. SSC thì hiện tại đang có những phiên cân cầu ở vùng 23.5. Tạo lập, khả năng là tạo lập sẽ chưa muốn đánh lên. Tại sao đánh một phiên xong lại ba phiên tụt thế này? Khả năng là vùng 23.5 sẽ còn hút lại một tí nữa và mục tiêu của cổ phiếu này là cần phải đánh vượt thoát vùng 26. Khi đánh vượt thoát vùng 26 rồi thì khi đó chúng ta mới có thể phân tích một cái target dài hơn của cổ phiếu và vùng hỗ trợ của cổ phiếu vẫn là vùng 23.5. SCI thì cũng đã có những điểm mua khuyến nghị rồi, hiện tại thì SCI cũng đang có những phiên mà test cung lại, đã test lại thành công cái vùng giá 17 nhưng mà tạo lập đánh kém quá. SCI cần phải đánh vượt lại vùng 22, cần đánh vượt lại vùng 22 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng lên một cái target ở vùng 26. Hiện tại thì đang lượng cầu đang kém, chính vì vậy nên là khả năng cổ phiếu này vẫn chưa thể bung lên được mà vùng 18.5 vẫn là một cái nền mà cổ phiếu này khả năng vẫn sẽ phải tiếp tục tích lũy lại một tí. CRC thì đã khuyến nghị ở vùng điểm mua ở quanh vùng 16 đến 16.5 và mục tiêu của cổ phiếu này chạm vùng 20 và mạnh hơn thì có thể chạm đến vùng 22 nhưng trước mắt sẽ là chạm vùng 20 đã. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CRC thì đang khá là ổn và Hùng Lê đang cần một phiên bung cầu để kéo kiểu như thế này thì khả năng là target gần của vùng 20 sẽ đạt được và trước mắt thì khi chạm về đến vùng 20 thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích tiếp. HTM thì những nền giá đề cập ở nền 12.4 đã được phân tích hàng tuần và mục tiêu của HTM chạm vùng ở đây là vùng 17 thì đã hoàn thành. HTM hiện tại cũng là một cái hiện tượng của một mã cổ phiếu đánh khá là sốc, khá là mạnh và cũng đã trở thành là cao nhất rồi từ lúc lên sàn rồi.
Và đích đến tiếp theo thì hiện tại là Hùng chưa thể tiên lượng được những cái sóng tiếp theo của cổ phiếu này, bởi vì là như vậy là khi chạm đến vùng 17 là một cái vùng cũng khá là kinh khủng đối với cổ phiếu này rồi. Cổ phiếu này cần phải chỉnh, đã chỉnh rồi khi đó thì chúng ta mới phân tích được, chứ còn nếu mà cổ phiếu mà cứ đi tiếp như này thì đấy là những yếu tố tạo lập người ta đánh lên thôi. Chúng ta cùng xem lại mã cổ phiếu AAV. Đối với AAV cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đang ngắm nghía. Sau một cái nền tích lũy dài khá là đẹp thì nền mà chúng ta quan tâm ở đây là nền 10.5. Khả năng có những phiên cân cầu ở 10.5 và điểm thấp hơn nhất có thể là 10, thì đấy sẽ là hai cái điểm mà chúng ta sẽ canh để chúng ta mua để lấy vị thế. Và sau khi lấy được vị thế rồi thì lúc đó chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật và có thể sẽ là một cái kịch bản như này, đánh lên thế này và sau đó thì sẽ đánh vượt lên. Đó, đánh vượt lên thì đầu tiên là phải chạm lại về vùng 11.5 đã, chạm 11.5 và có những phiên break qua thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Chúng ta sẽ phân tích tiếp những cái kịch bản tiếp theo của mã cổ phiếu AV. Ok, như vậy là chúng ta đã phân tích xong toàn bộ xu thế thị trường tuần tới cũng như một vài các cái mã cổ phiếu của team theo dõi, cũng như một các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom VPS NO01. Và Hùng Lê cũng rất là vui vì trong tuần vừa qua Hùng Lê đã nhận được rất nhiều những cái lời động viên của các anh chị cộng đồng nhà đầu tư đã gửi về chia sẻ cho Hùng Lê. Và các anh chị cũng có thể là hàng tuần thì Hùng Lê sẽ up các cái bản tin lên, thì các anh chị có thể comment mã cổ phiếu cần phân tích, comment những cái mã cổ phiếu cần phân tích ở bên dưới, bên dưới này có mạng nó hơi chậm. Ok, đây những cái mã cổ phiếu mà các anh chị comment lên đây thì Hùng sẽ có những phân tích chi tiết, và những cái phân tích đó thì nó mang tính chất tham khảo, mang tính chất định hướng. Các anh chị có thể sử dụng nó vào trong những cái chiến lược giao dịch của mình. Đó, thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng ở dưới này và Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để Hùng Lê sẽ phân tích và trả lời cho các anh chị. Và kênh của chúng ta hiện tại thì đã có trên 3.000 anh chị em đăng ký tham gia, thì Hùng Lê cũng mong muốn rằng là cái số lượng này nó sẽ tiếp tục tăng lên. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị của chúng ta về tham gia với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để được tham gia các cái room hỗ trợ chuyên sâu về mảng chứng khoán cơ sở cũng như là về phái sinh. Ok, tuần mới cũng sẽ là một cái tuần cũng đầy khó khăn nhưng mà cũng đầy kỳ vọng, thì chúng ta sẽ kỳ vọng VN Index của chúng ta sẽ cắm thủ qua được mốc 1.000 điểm, cắm thủ qua một mốc 1.000 điểm và cần có những cái lực cầu đủ mạnh, cần có những lực cầu đủ mạnh để đánh break vượt qua vùng này để VN Index của chúng ta có hướng đến những cái vùng cao hơn. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.